Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em vào luôn cái mã hàng đầu tiên nhá. Mã hàng đầu tiên cũng lên mã xả kho luôn này. Rồi, sản phẩm đầu tiên em lên luôn bác mã hàng đó là cái con máy xay đa năng Osaka nhá. Con này thì về bác sử dụng gia đình rất là hợp lý này. Dòng này thì hàng Osaka của thương hiệu của Nhật, đến từ thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Nó là con máy xay đa năng. Xay rau củ quả, xay thịt cá, xay đá, xay nước các kiểu luôn nhá. Đó thì tí luôn có một cái bài test thực tế để các bác cảm nhận về sức mạnh con này luôn. Và em nói qua phần thông số công suất này. Đấy, con này thì cái công suất của nó sẽ là 350W nhá. Và hàng này thì nó sẽ là hàng xuất Nhật nên là sử dụng điện 220, nên là các bác yên tâm về sử dụng rồi. Đấy, điện Việt Nam là dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, công suất là 350 và điện sẽ là 220V thôi nhá. Đó. Và đây hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị luôn đấy, xịn cực kỳ luôn, chất lượng đó. Và về thì các bác cứ cắm trực tiếp vào điện vào là dùng thôi. Đấy, đầu tiên là sẽ gồm có là một thân máy này, đấy, Osaka Japan nhá. Tiếp theo là với cái phần cối, phần nắp đậy này, rồi là cối xay. Đấy, hàng 4 lưỡi nhá, xịn cực kỳ luôn. Riêng những cái hàng mà nó nhiều lưỡi như này ấy, khi mà các bác xay nó rất là đều. Đấy, xay nó rất là đều mà nó xay nó nhanh các bạn. Đấy, và lưỡi thì cực kỳ sắc bén rồi, lưỡi sắc bén lắm. Đấy, con này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng thì quá ok luôn. Đấy, giờ em sẽ đi vào xay test bác xem thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay test thực tế luôn này. Đấy, ở đây thì em đang có một ít cái đá, viên đá cứng luôn nhá. Đấy, viên đá cứng luôn, bảo em đi vào test bác xem luôn, lấy luôn cái đá cứng này để xay luôn cho nó trực quan nhá. Đấy, xay thịt xay cá nó thường rồi, giờ xay luôn cái đá cứng luôn này con này. Đấy, đá vừa lấy tủ lạnh nha, cứng đơ luôn này. Đấy, rất chất lượng luôn. À, các bạn đợi chút nhé, bác nào mà đang sốt ruột thì có thể tời qua cái đoạn này. Đó. À, em cũng tranh thủ em báo giá luôn. À, bữa trước thì con này đang bán là 101, đợt này em cũng về lô mới giảm giá xả kho luôn bác. Giá đợt này nó rất là tốt, nó chỉ có 110.000 thôi nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái con máy xay Osaka 110.000 cho mỗi sản phẩm nha. Đấy, 110.000. Đó, các bác cho cái này vào. Sau đó là các bác khớp cái này vào cho em. Đấy, hai cái dãy các bác khớp lên này. Đấy. Cái phần lõi này của nó sẽ là cái lõi lục giác nhá, nên là nó khi mà xoay nó rất là đều mà nó không bị trượt. Đấy. Đây, các bác khớp vào cho em nhá. Đấy, khớp nó vào. Đó, khớp vào nhá. Đấy, khớp vào rồi. Sau đó là các bác cắm điện này, cắm máy xay. Đấy. Đó. Đó, con này thì cái thao tác rất là dễ, các bác chỉ việc bấm vào đây này. Bấm vào đây này, bấm vào đây này. Đấy, bấm vào đây là máy chạy nhá, bấm vào là máy chạy này. Đấy, máy xay rất là khỏe và nó rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Rồi, xay xong rồi nhá, xay xong đấy, thao tác rất là đơn giản, chỉ có chưa đến trong vòng 30 giây. Nát tương luôn nhá, nát tương luôn đấy, đây. Lấy bác xem luôn này. Đấy. Đây, có nhìn này, đá này. Đá này nhá, đá này, kinh khủng khiếp không? Đá viên cục vừa nãy, viên cục to bự nhá. Giờ là thành bột luôn nhá, rất là nhanh luôn. Xay đấy em nhấp qua một chút thôi nhá, nhấp một lúc thôi mà nó xay rất là nhanh, kinh khủng khiếp luôn đấy con ạ. Nói chung là con này ngon mà chất lượng mà dùng ok lắm. Đấy, đây nát tươm luôn này. Đó, rồi em báo giá lại một lần nữa nhá, lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay Osaka. Đấy, đã test thực tế máy cho các bác xem sức mạnh nó rồi. Giá hiện tại mình em đang bán là 110.000 nhá, 110k. Đấy, 110k cho một con máy xay Osaka này. Đấy, máy xay Osaka này. Đấy, 110k một con luôn nhá, 110k một con. Con này bữa trước đang bán là 150 đấy, đợt này về lô mới giảm giá bán nhanh bác luôn để các bác dễ mua nhá. 110.000 một con máy xay Osaka. Hàng rất chất lượng luôn. Đấy, vừa xay test bác xem thực tế về sản phẩm luôn nhá. Đó, đây. Đá là cứ nát vụn luôn này. Đấy, rất ok luôn. Rồi, qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các mã hàng đó là cái máy xay máy bào rau củ quả này, cũng là cái món đồ nhà bếp nhá, rất là cần thiết trong nhà bếp các bác sử dụng này. Chuyên về để các bác bào rau củ quả rất là tiện luôn. Đây, sản phẩm hàng nguyên hộp này, về các bác có thể là bào sợi rồi là bào các kiểu các loại luôn nhá, đa năng lắm. Đó, rất là tiện luôn. Đó, thì đây, về rất là dễ dùng thôi. Đó, nó có là phần thân máy này, rồi là phần trục xoay các kiểu, thì em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn nhá. Đấy, cái phần giòn này thì các bác cho vào cái đế này xem là xong. Đây, cái này các bác cho vào cái đế cho nó không bị trơn trượt nhá. Đấy, rồi cái này về bác lắp thôi. Đây em
quay nhanh thôi nhá, giới thiệu để các bác đỡ sốt ruột. Đấy, tiếp theo là một cái phần lõi này. Đấy, cái lõi thì ở đây nó đi kèm là sẽ có là ba bộ lưỡi. Con này thì các bác có thể bào các loại như là bào sợi, bào lát này, rồi là bào dạng hạt này. Đấy, đây là dạng bào lát này, đây lưỡi là lưỡi bào lát này, rồi là lưỡi bào dạng hạt hạt này. Đấy, rồi là có cả cái bộ lưỡi bào sợi này. Đấy, đi đây em sẽ test các bác à, lắp cho bác xem cái bộ lưỡi bào sợi nhá. Đấy, rất là dễ dàng lắp thì các bác đẩy vào thôi, đẩy vào cái rãnh khe này. Đấy, đẩy vào cái rãnh khe nhá. Đó, đẩy vào. Đó, các bác lựa nó vào này. Đấy, lựa nó vào. Đó, thấy ok, tạch cái là xong nhá. Đó, các bác lựa nó vào này. Đấy, thấy không? Còn nếu các bác muốn đẩy nó ra thì ấn cái này xuống. Đấy là nó sẽ ra. Đấy, còn ấn nó kêu tạch cái lại. Vào luôn nhá. Đấy là vào. Sau đó là các bác lắp vào trong, lắp vào cái lõi này. Đấy, còn cái phần này thì các bác cạp đây, cạp vào đây. Đấy, các bác cạp đây nhá. Đó, và các bác cài hai cái khuyên này vào trong. Đấy, cài nó sẽ ôm chặt vào. Đó, rồi, sau đó là ở cái phần lỗ này thì các bác cứ cho những cái đồ rau quả vào đây, các bác bắt đầu các bác quay thôi. Đó, ở đây thì kèm nó có cả một cái tay quay nữa. Đấy, tay quay các bác cạp thì các bác lắp vào là xong. Rất là dễ dùng nhá. Đấy, con này rất là dễ dùng. Đấy, các bác vào lẫy này, tay quay nó lắp vào lẫy này thì cứ để các bác quay nhá. Quay thì cái con nguyên lý động thì khi mà quay thì cái phần vòng tròn nó sẽ quay theo. Và các bác bỏ cái đồ rau quả đây thì nó sẽ lọt xuống, bắt đầu là nó sẽ quay và nó sẽ nhà ra cái lỗ này. Đấy, nó sẽ đẩy ra bằng cái lỗ bên hông này. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng thôi. Đó, rồi em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái máy bào rau củ quả đi kèm thì sẽ gồm có là tổng là ba bộ lưỡi. Đấy, ba bộ lưỡi hàng đúng như trên hình ở trên vỏ hộp nhá. Đấy, các bác có thể là xem và tham khảo cũng như là lắp đặt đúng như trên hình trên hộp đây các bác đang nhìn đây. Đấy, ba bộ lưỡi đi kèm này, 1, 2, 3 này. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là máy bào rau củ quả nhá, máy bào rau củ quả với giá sẽ là 110k thôi. Đấy, cũng bằng giá với máy xe Osaka ca luôn, 110.000 cho một cái con máy bào rau củ quả nhá. Đi kèm là có cả ba lưỡi luôn. Đấy, về có lắp đặt đúng như trên ở trên hình của cái hộp là xong. 110.000 nhá, 110.000. Đó. Rồi em sẽ có một cái video cho bác xem thực tế về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn này. Đây nhá, các bác cùng xem này. Đấy, sản phẩm khi mà hoạt động này. Đấy, có đây một thái lát rất là ngon này, thái lát này, rồi là bào sợi này. Đấy, bào sợi các kiểu luôn nhá, rất ok. Bào sợi, bào lát khoai tây, lát dưa chuột này. Đấy, bào dạng hạt hạt nhỏ này. Đấy, đấy về các bác cứ thảo, sau đó các bác dùng cái nó có một cái miếng nhựa này, các bác ấn xuống này. Đấy, các bác đỡ phải thò tay cho nó nguy hiểm nhá, các bác dùng cái miếng này các bác ấn xuống. Đó, rất dễ dùng thôi. Đó, đây bào lát rất ok nhá, bào lát, bào sợi các kiểu luôn, rất tiện dụng nha. Đây, đấy, đây bào lát và liếc các kiểu luôn nhá. Đấy, bào lát khoai tây dưa chuột này, xịn cực kỳ luôn, con này dùng hay lắm. Về các bác bào các loại rau củ quả nhá, tiện vô cùng luôn, nhỏ gọn dễ sử dụng mà nó vừa tập thể dục vừa nấu cơm luôn nhá. Đấy, rất là hay. Giá thì sản phẩm hợp lý là 110.000, đợt này đang giá rất là tốt đúng không ạ, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Xin chào mọi người, hôm nay shop em xin được giới thiệu thêm cho mọi người bộ sản phẩm vô cùng tiện dụng xuất hiện ngay trong không gian phòng bếp nhà các bạn, đó là máy thái lát rau củ đa năng. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tích hợp đa chức năng, giúp cho công việc nội trợ của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sản phẩm thiết kế tay quay đơn giản, không tốn sức. Lên mã em sẽ là máy bào rau củ quả nhá. Đấy, máy bào rau củ quả hàng đúng như trên hình bác đang coi đây. Đấy, về rất là dễ sử dụng, lắp đặt 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả đa năng nha. Rồi sản phẩm tiếp theo em cũng lên luôn các mã hàng, đó là cái bộ dao của Bắc này. Lên mã em sẽ là cái bộ dao của Bắc nhá. Bộ này thì hàng của Mỹ, American này. Đấy, giá chuẩn hiện tại đang có giá sẽ là 48 đô này. Đấy, rất là xịn luôn, bộ này của Mỹ nhá, hàng của Bắc, xịn cực kỳ luôn đấy. Đó, đây cho bác xem tổng quan là bộ dao này, xịn chất lượng mà dùng ok lắm. Hàng này nó là hàng thanh lý nên là giá nó rất là rẻ luôn. Đấy, giá rất rẻ cực kỳ luôn. Ở đây sẽ gồm có là ba con dao, một con dao chuyên để bác gọt hoa quả này. Đấy, đấy chuyên gọt hoa quả này, một con dao thái lọc này,
con này dùng để thái lọc nhé, dùng chất cực kỳ luôn. Đây, thái lọc hàng có logo bốc này. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì là một con dao thái bản to với kim kiểu dạng băm chặt nhẹ, là các bác dùng con này cho. Đấy, hàng có bốc nhá, xịn cực kỳ luôn. Và ở đây thì nó có một cái khuôn này ví dụ như các bác có thể là dán trứng hoặc là các bác làm bánh theo cái khuôn này này cũng rất hay này. Đấy, đây, khuôn hình trái tim nhá, rất ok. Đó, đây, nó phần tay cầm thôi nhá. Các bác ví dụ như các bác dán trứng, các bác đổ khuôn theo cái khuôn này cũng rất hay này. Đấy, rồi tiếp theo nữa thì là một cái đồ vật rất hay, nhiều bác chắc nhìn cái này hơi lạ này, đó là cái đánh vẩy cá nhá. Cái này để các bác dùng để đánh vẩy cá, dùng để đánh vẩy cá rất ok luôn. Đấy. Rồi một cái bộ dao này tổng sẽ gồm có 3 dao, một cái khuôn hình trái tim và một cái dụng cụ đánh vẩy cá nhá. Đấy thì giá thì rất hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen của Buck có nhá, của Buck của Mỹ này. Đấy, hàng của Mỹ xịn cực kỳ luôn. Bộ dao đen. Bộ dao đen hàng thanh lý bán nhanh mắt luôn. Giá tại bên em nó bán một bộ này với giá chỉ có là đi 70.000 nhá. 70k cho một cái bộ dao đen nha. Giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, dễ mua mà sản phẩm dùng chất lượng, dao sắc bén lắm. Dao thì bao dùng bao xài đi. Đấy, yên tâm về chất lượng đi, dùng ngọt cực kỳ. Thái chiếc cho em chất lượng cực kỳ ngọt, dễ man luôn. Đó, 70k cho một cái bộ dao đen nhá. 70.000 bộ hàng của American. Đấy. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cái hàng đó là cái túi rác cuộn này. Nên em sẽ là cái túi rác để các bác đựng rác các thứ nha, đựng rác đựng đồ rất ok. Đấy. Nó là cái túi rác cuộn nhá. Một cái túi này sẽ được có tổng là 5 cuộn này. Đây, sẽ cộng tổng là 5 cuộn rất là nhiều túi luôn. Đấy, chắc khoảng tầm 100 túi nhá, thoải mái quá đựng luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái túi rác cuộn nhà, một túi rác 5 cuộn nhá. Đấy có sẽ có là tổng là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cuộn nhá, tổng cho có là 5 cuộn nhà. Với giá sẽ là đi 40k nhá, 40.000 thôi. Lên mã em sẽ là túi rác 5 cuộn. Đấy, túi rác cuộn cũng được. Đấy, túi rác cuộn nhá. 40.000 cho một cái bịch túi rác 5 cuộn này các nhá. 40.000 thôi. Giá hạt rẻ mà dùng hai lắm. Thì đây. Cái này anh em đang dùng thực tế mà. Đó thì bình thường nó sẽ cuộn sẵn này. Đấy, cuộn sẵn này. Và các bác cứ lần anh em đến cái đoạn nào mà nó bắt đầu là nó có cái vạch đứt này. Đấy, vạch đứt này bắt đầu là các bác xé ra. Xé cái chân này ra. Đấy, nó đứt sẵn này các bác cứ thế các bác xé rất là ra. À, xé nó dễ ra không mà. Đấy, sau đó các bác tìm cái đầu là bắt đầu các bác đựng rác tiếp đây cho em. Rất ok luôn. Túi này cực kỳ dai nhá. Túi dai mà sử dụng hay lắm. Đó, giật chiếc cho em thoải mái đi. Này giật chiếc cho em thoải mái, túi cực kỳ dai, kéo thoải mái, chịu lực rất tốt nhá. Đấy, kéo thoải mái luôn này. Đó. Dai cực kỳ luôn. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái túi rác 5 cuộn. Đấy, túi rác cuộn 5 cuộn nhá. Giá bên em đang bán một túi là 40.000. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái chai thuốc xịt, cái chai thuốc xịt xoang này. Lên mã em sẽ là thuốc xịt xoang nhá. Đây. Xịt xoang thảo dược rất là nhạy luôn đấy. Bác về đang bị xoang mũi này, viêm mũi dị ứng các thứ này. Đấy. Nước mũi các thứ này. Này. Đấy. Chuyên về các bệnh lý về mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Thuốc xịt xoang nhá. Toàn bộ 100% thành phần từ thảo dược nên dùng rất ok. Một cái chai xịt này của nó sẽ là 20ml. Đấy, nó là dạng chai xịt nhá. Đây vẫn còn nguyên tem này. Đấy, xịn cực kỳ luôn. Đó thì hàng vẫn còn nguyên date nhá. Date hiện tại lên đến là 2024. Nên nhiều bác hỏi là hàng còn date không, yên tâm về chất lượng đi. Hàng những cái hàng thuốc này bên em rất là lưu ý. Đấy, về vấn đề hạn sử dụng. Nên là các yên tâm nhá. Đó. Thì cái này là các bác cứ thế là các bác chọc vào cái lỗ mũi, sau đó các bác bóp vào các bác xịt thôi. Rất là ok luôn. Cái này em đã dùng thực tế rồi. Và em thấy rất là ok luôn đấy, dùng sản phẩm cực kỳ ok luôn. Đấy, đang bị ngứa mũi dị ứng, đi vào mũi dị ứng này, xoang mũi khó thở này, các bác xịt cho em. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. Đây cái chai em đang dùng này, đấy, xịt rất ok luôn nhá. Đấy, nó là khi mà xịt thì nó sẽ ra dạng nước nước này. Đấy, đây ra dạng nước nước này. Đấy, các bác cứ thế các bác xịt trực tiếp vào mũi nhá, xịt trực tiếp mũi. Đấy, xịt cho em vài phát cá là ok ngay. Đấy, tỉnh người luôn, xịt thích lắm. Một hộp này là một cái chai này, chai xịt này là 20ml nhá. Em báo ra luôn, lên mã em sẽ là thuốc xịt xoang. Đấy, thuốc xịt xoang. Bên em đang bán một lọ thuốc xịt xoang này với giá sẽ là đi 40k nhá, 40.000 thôi. Đấy, 40.000 cho một cái lọ thuốc xịt xoang nha. Sản phẩm tiếp theo thì em tiếp tục về mã hàng đó là cái chai dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ là cái lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Về để các bác xoa đau nhức cơ thể người ngậm này, đau xương khớp này, đấy, đau đầu gối này, đau cổ vai gáy này, đau lưng này. Đấy, nói chung là trên cơ thể các bác mà những cái chỗ nào mà đau là các bác cứ bôi vào cho em, rất ok luôn. Đó. Dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Về kết hợp vừa bôi vừa xoa bóp dùng thích cực kỳ luôn. Một cái lọ này là 100ml. Đó, nó là dạng kem bôi nhá, dạng kem bôi. Và đi kèm này nó có cả một cái thanh lăn này nữa. Đấy, thì về là các bác bôi trong kết hợp các bác dùng cái này các bác lăn này. Đấy, các bác lăn vừa massage để cho thuốc nó thẩm thấu hơn. Đấy, thì nó hỗ trợ điều trị cái thứ nhanh hơn nhá. Đấy, một lọ này.
là 100ml và em báo giá luôn lên mã em sẽ là cái sản phẩm là dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Đấy, chị đau người đau ngậm rất ok. Giá em đang bán một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc. Đấy, Hàn Quốc nhá. 40.000 cho một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này coi nhá, 40.000 thôi. Đấy, đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Nghe nói quả nó làm giảm các cơn đau nhức cơ, khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng cần nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng nhỏ vừa đủ cho vùng đau của mình, sau đó xoa đều dàn mỏng khắp cái vùng đau này. Sau đó tôi sẽ dùng cái thanh này tôi lăn. Tại vì sao chúng ta lại dùng thanh này lăn? Nó cũng giống như là chúng ta massage ấy. Các cái thanh này nó sẽ giúp đánh tan các cái vết đau của chúng ta. Quả nó đấy, đấy phía về sản phẩm dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Đây mẹ em sẽ là dọn sản phẩm là lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc 100ml. Em đang bán một lọ này với giá là 40k nhá. Đấy, đây. Hàng chuẩn chính hãng này, có cả tem chống hàng giả luôn này. Xịn cực kỳ luôn. 40.000 một hộp nha. Tiếp theo em cũng lên luôn các bác, đó là cái dòng thuốc ngứa này, lên mạng em sẽ là thuốc ngứa này, thuốc chuyên trị các bác nào hắc lào long biên nấm ngoài da đấy, là các bác bôi nhá, rất là nhạy luôn đấy. Có những bác mà mua em bán kinh khủng luôn đấy, có những bác mua đầu tiên là mua chỉ có 1-2 hộp thôi, bảo là về dùng thử nhưng mà dùng nhẹ luôn đấy, rồi mua cho cả hàng xóm, rồi mua cho cả gia đình nhà mình luôn, bôi nhạy cực kỳ luôn, bôi xong cảm giác là dịu, nó mát đi mà cảm giác là nó thoải mái mà nó dịu hẳn cái cơn ngứa luôn. Đấy, và nói chung là các bác bôi lâu dài là rất điểm luôn nhá, không ngứa luôn nhá. Đấy, không ngứa trở lại luôn. Một tuýp bôi này sẽ là 15g. Đấy, nhận thương hiệu hình ông già này. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là thuốc ngứa nhá. Thuốc ngứa, bên em đang bán một cái tuýp thuốc ngứa này với giá thì vô cùng hạt rẻ rồi. 20.000 nhá, 20k thôi. Đấy, bao giá thị trường luôn đấy, dùng nhạy cực kỳ luôn đây. Nó là dạng kem bôi nhá. Đấy, bôi mát lắm và dùng thích lắm. Đó đây. Một típ là được là 15g nhá, một típ là được 15g. Với giá sẽ là 20.000 cho một típ thuốc bôi thuốc ngứa này các nhá. 20.000 một típ này. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái dòng đũa của Hàn Quốc này. Bên shop hàng tiếp tục về nhá. Lên mã em sẽ là đũa Hàn. Đấy. Vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, hàng của Korea. Đấy. Đũa vàng luôn nhá, xịn chất lượng. Một vỉ này là 10 đôi, chất liệu này sẽ là sợi thủy tinh nên là yên tâm về dùng mà không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh nhá, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, nó là dòng sợi thủy tinh nha. Đầu đũa thì có phần chống cho trượt, nhiều bác hỏi là đũa này có trơn không, yên tâm đi. Đấy, cái này em bán ở nhà hàng thứ người đã dùng nhiều này, nhà hàng người ta dùng được thì yên tâm về với mình là mình cũng dùng thoải mái luôn đi. Đấy, bên trên mạ vàng rất đẹp luôn nhá, thân đũa này. Đấy, khá là dài, cầm nó khá là dễ cầm. Đấy, phần thân đũa nó vát rất dễ cầm nhá. Đó. Một cái hộp đũa này là một vỉ này sẽ là 10 đôi. Đấy, về các bác dùng thoải mái, thay hết những cái đũa cũ của nhà mình đi. Các bác chuyển sang cái đũa này, nó sạch sẽ mà nó an toàn. Dùng nó không bị nấm mốc và nó không bị cong vênh các bác. Đó, dùng nó ok. Giá hiện tại em đang bán một cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô này với giá sẽ là đi 30.000 đô nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn đấy. Lên mã em sẽ là vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này 10 đôi nhá. Đấy, 10 đôi luôn. Với giá sẽ là 30.000 đô nhá. Chỉ có 30.000 thôi. Giá hạt rẻ mà hàng chất lượng vô cùng luôn đấy nhá. Đây. Vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Cực kỳ xịn này. Đấy, đầu đũa rất đẹp luôn, thân đũa nhìn cực kỳ sang trọng lịch sự nhá. Thay hết những cái đũa ở nhà chưa? Đấy, chuyển hết sang những cái đũa này, đẹp cực kỳ luôn. Hàng chuẩn chính hãng của Hàn Quốc nhá. Đấy, Korea này. 30.000 nhá. 30.000 một vỉ 10 đôi. Tính ra vào có 3.000 một đôi, quá hạt rẻ luôn đấy. 30k nhá, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái lọ gia vị này. Lên mã em sẽ là lọ gia vị nhá. Lọ này thì về các bác đựng ví dụ như là mắm muối mì chính, những cái đồ khô thứ vào đây. Đấy, hạt tiêu tiếp rồi rất là tiện nhá. Đó thì về các bác lấy cái nắp này ra, sau đó là các bác lôi cái thìa ra cho em. Đấy, cái thìa này các bác lại cắm kết nối vào đây. Đó, cắm kết nối đây nhá. Và bắt đầu là các bác đổ gia vị ra giảm vào đây. Đấy, khi mà các bác lấy ấy, thì rất là dễ dùng thôi. Đó, để các bác lấy cái này ra, đó các bác kết hợp với cái phần nắp, nó có phần xìa sẵn gắn liền đây mà. Cứ thế các bác xúc ra, các bác bắt đầu các bác tra, rất là ok luôn nhá. Nó tích hợp luôn. Các bác đỡ phải thò tay các bác vào, các bác với đôi khi ví dụ tay mình ướt, nó thò đây nó rất hay bị ướt gia vị nhá. Thì các bác ở đây tích hợp này luôn. Đấy.
Đấy, dùng xong là các bác đậy kín vào. Đấy, nó có phần nóp nắp giò này, đậy vào cái là kín ok luôn. Đó, phần trên thì là nhựa, phần dưới sẽ là thủy tinh nhá, nên là dùng rất an toàn. Đó, lên mãi em sẽ là cái lọ gia vị đen nhá, lọ gia vị đen. Bên em đang bán một cái lọ gia vị đen này với giá chỉ có 15k thôi, 15k nhá, 15k một cái lọ gia vị đen này, 15.000 một lọ nhá. Đấy, có cả cái thìa bên trong luôn, dùng rất là hay. Đó, và chất lượng nhá, và nhìn nó sang trọng mà dùng nó tiện. Đấy, mở ra cái là có xìa xúc ra luôn. Đấy, xúc ra. Đấy, xúc ra cái là đóng vào, ok, kín đáo ok luôn nhá, 15k nhá. Tiếp tục lại về mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng này. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Giá thì nó nói chung là cái con này thì nói chung là vô địch về giá, và cũng như là chất lượng thì cũng là vô địch luôn, vô đối luôn đấy. Lên mã em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng này. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng. Bên em đang bán một cái hộp thắt lưng cá sấu vàng này với giá là 130.000 nhá, 100 chỉ có 130k thôi. Đấy, có những chú bác đang bán 150, 170 luôn đấy. Bên em bán gọi là lãi chút ít thôi, lãi tình cảm thôi nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130k. Đây, sản phẩm hàng vẫn nguyên trong hộp này. Đấy, các bác có thể xách mang đi biếu tặng làm quà sử dụng này. Đấy, bên ngoài hộp vỏ hộp bọc ra luôn nhá. Đây các bác nhìn mở nắp này. Đấy, chất lượng không? Quá ok luôn. Đấy, bên trong logo nhá. Bên trong thì nó phủ một cái lớp màu vàng, lớp nhung màu vàng, nhìn cực kỳ sang chất lượng luôn. Đấy, còn đây là phần thắt lưng này. Đó, thắt lưng cũng rất là chất nhá. Đây bóc ra xem chiếc này. Các bác nhìn phần mặt này. Đấy, vàng bóng sáng choang luôn nhá. Đấy, còn đây phần dây này. Dây thì nói chung là quá ok luôn. Đấy, vân lên rất đẹp và dây da rất là mềm, chất lượng luôn. Đây, may khâu rất là cẩn thận này. Đấy, may kiểu dạng may lọt khe nhá. Đấy, may lọt khe, may ẩn chỉ này. Rất ok luôn, chắc chắn. Và hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đấy, hàng lẫy cài, lẫy trượt này. Rất ok. Rồi, và các bác cứ cho vào cái là bắt đầu là các bác đút vào cái là tạch cái là ok luôn. Đấy, chắc chắn ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác sử dụng đeo nhìn rất chất lượng luôn này. Mặt lên rất đẹp. Đấy, logo cá sấu luôn này, xịn cực kỳ luôn. Mua về biếu tặng, mua về làm quà, mua về sử dụng cho em nhá. Giá hiện tại em đang bán một cái thắt lưng cá sấu vàng này với giá sẽ là đi 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm vô cùng chất lượng luôn. Mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đó, đựng trong chiếc bao da túi rất đẹp, hộp rất đẹp luôn nhá. 130k. Bình thường nguyên cái hộp mà đẹp này mất khoảng tầm 100.000, tính ra vào có thân cũng 30.000 luôn nhá. 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng. Sản phẩm tiếp theo đi hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là dòng bơm tay inox này. Đấy, con này thì các bác dùng gia đình các thứ, rồi đó quán xá sửa xe cũng quá ok luôn. Con này thì toàn bộ thân của nó sẽ là thân inox nhá, nên là về dùng rất là bền, không lo gì sét này. Hàng này hàng của thương hiệu Kirito Made in Japan. Đấy, Kirito Made in Japan, thân toàn bộ thân inox luôn nhá. Phần dây bơm này, con này nó có thích hợp luôn các bác là cả cái đồng hồ đo áp suất cân luôn. Đấy, có thích hợp cả đồng hồ luôn này, xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy, rất ok luôn. Phần ti bơm rất là to này. Đấy, ti bơm kim loại rất là to luôn và bơm rất là nhẹ nhá. Con này thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra và các bác tháo hết hơi xe của bác ra, sau đó là các bác bơm thử cho em luôn. Đấy, đảm bảo quá là các bác ưng luôn. Vì cái dòng này bên em đang bán quá nhiều rồi mà cái giá của nó rất là tốt. Phần dây bơm nhá, phần dây bơm thì có cái phần chức năng là chống trượt trượt này, chống gập gãy này. Ở đây các bác có thể bóp thoải mái này, các bác thả ra cái này nó lại về bình thường luôn, chống gập gãy rất ok, siêu bền mà. Ở đây phần đầu bơm, bơm xe đạp, xe máy các thứ cho em ok luôn. Đấy, bơm rất là nhẹ nhá, bơm nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, đây các bác nghe tiếng hơi ra rất là uy lực nhưng bơm rất là nhẹ này. Đấy, cái phần piston xuống nhẹ lắm, bơm thích lắm. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra và bơm thử cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, rồi em báo giá luôn. Giá thì nói chung là nó vô cùng hợp lý rồi. Lên mã em sẽ là sản phẩm là bơm tay thân inox nhá. Đấy, thân inox rất là bền. Giá em đã bán một chiếc bơm tay thân inox này với giá sẽ là 150.000 thôi nhá. Đấy, 150k một cái sản phẩm bơm tay inox này. Đấy, 150k thôi. Sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy, nói chung là các bác mua con này thì dùng thì cả đời luôn. Đấy, hàng của Kirito Made in Japan các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo em lên luôn các mã hàng, đó là cái chai xịt RV7 này. Rất là nhiều bác hỏi này. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá, tiếp tục về phụ bác. À, em cũng nói luôn là nhiều bác hỏi là cái chai xịt RV7 nó tác dụng gì, thì tác dụng của nó rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như là những cái chỗ nào hiện tại nó đang bị kéo kẹt này, nó đang bị rỉ sét này mà nó không trơn tru được, thì các bác dùng cái dung dịch này để các bác xịt vào nhá. Đó, thì để nó sẽ trơn tru hơn. Đấy, nó gọi là, nói chung nó gọi một cái cách nôm na nó ở trên thân chà nó luôn này, nó là cái chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy, để khởi động lại ví dụ như là động cơ thiết bị ở mướt này, rồi là ví dụ là những cái phần đồ vật các thứ, ốc các thứ nhà mình nó bị rỉ sét này mà các bác khó mở khó tháo này, thì các bác xịt cái này vào để nó sẽ tác động một cái chất lên,
để khi mà các bác mở ốc cảm giác nó sẽ nhẹ hơn nhá. Đấy, nó sẽ hỗ trợ mở ốc các thứ này, rồi là những cái đồ vật các thứ nhà mình nó bị kéo kẹt này, đấy, nó bị rít này, thì các bác dùng cái này các bác xịt vào nhá. Đấy, thì công dụng chức năng của nó như thế. Đó, thì lên mã sẽ là cái chai xịt V7. Hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ. Chai to khi mà các bác mua thì bên em bên công ty thì sẽ có tặng thêm cho bác là 50g. Đấy, thì bình thường là một chai nó chỉ có ngắn đến như này thôi, ngắn đến tầm này này. Còn khi mà tặng 50g nó sẽ dài hơn là bằng này nữa. Đó, rất ok. Thì cái chai này khi mà được tặng 50g thì tổng dung tích của nó sẽ là đi 493ml nhá. Đấy, 493ml, gần 500ml luôn á. Đấy, đấy là chai to. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái chai RB7 chai to. Bên em đang bán một cái chai to này với giá sẽ là 50k quá nhá. 50.000 cho một cái chai RB7 chai to này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có chai bé thì cái dung tích của nó sẽ là 247ml. Đó. Và em đang bán với giá là 35k quá nhá, 35k. Chai nhỏ thì sẽ là 35k và chai to thì sẽ là đi 50k nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác lấy chai nhỏ là chai to các bác bán em, nhặt cho bác. Hàng này thì hàng chuẩn chính hãng của ERV7 quá nhá. Đấy, và hàng sẽ là hàng của Made in Thái Lan. Đó. Và các bác yên tâm về em đi, về chất lượng đi. Hàng thì các bác nhận hàng được kiểm tra và các bác được xịt thử, mùi thì nó có mùi thơm như nước hoa thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Còn những cái dạng nào mà hàng mà không mùi thơm ấy, mà cái tem nhìn nó dại dại ấy, thì nói luôn bác là hàng này là hàng nhái nhá. Đấy, em nói luôn. Đấy, để khi mà bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra, các bác xịt thử. Đấy, các bác thấy nó có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng của ERV7 nhá. Còn toàn bộ thì nếu mà không mùi thơm hay như nào nhìn nó phách phách ấy, thì toàn bộ là hàng nhái hết nhá. Đấy, tránh trả là các bác mua phải hàng giả, hàng nhái, thì em nói luôn như thế. Hàng là test là phải có mùi thơm và có chữ Made in Thái Lan này. Đấy, Made in Thái Lan này. Đó, rồi. Chai to thì sẽ là 50k nhá. Đấy, và chai nhỏ sẽ là 35k. Cam kết với các bác luôn là hàng bên em là hàng chính hãng 100% của ERV7 nhá. Chính hãng của Thái Lan. Đó. Khăn tắm và khăn mặt thì hàng bên shop tiếp tục về vụ bác này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái khăn tắm Hàn Quốc này. Con này thì khăn tắm rất là bông và kích thước nó rất là to. Đấy, kích thước to lắm. Kích thước thì về bác sử dụng thoải mái luôn. Kích thước là sẽ là 1m4 nhân với lại 70. Đó, các bác nên mua một chiếc nha. Về khi mà mình tắm rửa xong là có khăn lau người lau ngậm cho khô ráo này. 1m4 nhá. Kích thước là 1m4 nhân với 70, khá là to luôn đấy. Một người lớn là chùm thoải mái luôn. Đó, hàng khăn tắm Hàn Quốc nhá. Rất là bông luôn nhá. Đấy, cực kỳ bông và khăn rất là to. Với giá hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt luôn. 40.000 nhá. 40k thôi. Lên mã em sẽ là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá thì em đang bán là 40k cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc, kích thước là 1m4 nhân 70. Đấy là khăn tắm nhá. Ngoài ra thì bên em có mã hàng đó là khăn mặt này. Đấy, khăn mặt thì em bên em đang bán cả bịch luôn. Cả bịch này thì với giá sẽ là 60.000. Đấy, cả bịch khăn mặt Hàn Quốc với giá sẽ là 60k nhá, 60k. Và tổng một bịch này thì sẽ gồm có cho bác là 10 chiếc này. Đấy. Tương đương với lại 10 chiếc khăn mặt nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là 10 khăn mặt hoặc là một bịch khăn mặt này, một bịch khăn mặt 10 chiếc. Đấy, thì giá niêm yết thì hiện tại em đang bán sẽ là 60.000 thôi. Tính ra là vào có 6.000 một chiếc nhá. Đấy, khăn mặt thì cũng bông như khăn tắm luôn. Đấy, khăn mặt rất là bông. Đây, các bác mua ngoài trường bình thường là người ta đang bán 10-15 nghìn một cái, mà cái khăn của người ta đôi khi bác rửa mặt, các bác lau mặt nó rát lắm. Đấy, con này khăn rất là bông luôn này. Đấy, cái chất vải nó rất là mềm. Đó, đây là khi mà các bác sử dụng mà không lo nó bị rát mặt nhá. Đó, khăn mặt Hàn Quốc thì bên em đang bán một bịch này 10 chiếc với giá sẽ là đi 60.000 nhá. Đấy, 60.000 là bán cả 10 chiếc luôn nhá, bán cả 10 chiếc luôn. Đó, các bác mua về lấy cả bịch mua về mình xài cả năm luôn. Đó, thì các bác cứ dùng định kỳ, ví dụ như là cái khăn mặt này các bác cũng không nên để lâu quá nhá, để lâu quá rất là nhiều vi khuẩn thì mình cứ thay đi. Đấy, mua cả bịch này về các bác thay dần cả năm. Bỏ ra có 60.000 thôi, nó an toàn mà nó sạch sẽ. Đấy, thay luôn cả năm, ví dụ như là chia ra 10 cái chia ra là ví dụ như là cứ tầm 2 tháng một cái là ok rồi. Đó, dùng cả năm luôn, các bác mua về dùng cả nhà luôn. 60.000, 10 chiếc khăn mặt nhá. Còn khăn tắm thì sẽ là 40.000 một chiếc, kích thước là 1m4 x 70. Tiếp theo thì em cũng lên luôn các mã hàng đó là cái dòng đũa thìa Hàn Quốc, đũa thìa Đức này, đũa thìa Đức của Wailing. Nên là em sẽ là sản phẩm là đũa thìa của Wailing nhá. Hiện tại thì em đang có đũa 5 đôi và thìa 5 chiếc nhá. Đây, em quay luôn bác xem từng sản phẩm một này. Đây là sản phẩm đũa inox 5 đôi này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 đôi nhá. Hàng đũa inox SU304. Đấy, hàng logo Wailing này, khắc chìm luôn chân thân của đũa này. Phần đầu đũa thì có thiết kế là chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là đũa này có trơn không? Yên tâm đi. Đấy, gắp ngon lành luôn. Ngắm miếng đùi là chắc là các bác gắp đúng miếng đùi luôn nhá. Cứ gắp miếng nào là cứ ngắm miếng nào là gắp trúng miếng đấy luôn. Một hộp này thì sẽ gồm có là 5 đôi, hàng của thương hiệu Wailing của Đức quá nhá. Và em báo giá luôn. Em đang bán một hộp đũa inox 5 đôi này
với giá sẽ là 50k nhá. 50k lên mã em sẽ là đũa inox nhá. Đũa inox này. Đũa inox một hộp là 5 đôi với giá là 50k. Và ngoài ra thì bên em có bán thìa nhá. Đấy, thìa. Thìa này thì bên em đang bán là một hộp thìa là 5 chiếc này, thìa rất là dày luôn. Đấy, thìa rất là dày. Thìa của Wailing. Đấy, chắc chắn dày lắm. Đấy, con này thì bác sử dụng thì nói chung là muôn đời luôn. Đấy, cho con chó nhà mình ăn cơm này, rồi các bác mua về sử dụng này, nên có một hai cái bộ thìa này trong gia đình nhà mình này. Đấy, đôi khi rất là cần luôn đấy các bạn. Đấy, mình cần mình có mình dùng luôn. Hàng cũng của Wailing nhá. Một cái hộp thìa này thì sẽ gồm có là 5 chiếc thìa dày cộp luôn. Thìa cũng là thìa inox 304. Và anh em đang bán cũng đồng giá với đũa luôn là 50.000 nhá. 50k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là thìa inox 5 chiếc nhá. Đấy, thìa inox này. Thìa inox 5 chiếc với giá sẽ là 50.000 cho một hộp thìa inox 5 chiếc này. Đấy. Đũa thìa bằng giá nha. Đấy, các bác tùy nhu cầu bác lấy nhá. Đũa inox 50k, thìa inox 50k. Nói chung là các bác chuyển những cái dùng những cái dòng inox này thì dùng nó bền. Đấy, và nó sạch sẽ, nó không bị nấm mốc nhá. Và dùng yên tâm. Đấy, hàng của Đức luôn. Tiếp theo thì em lên luôn các bạn, hàng đó là cái bộ võng dù bên em gửi bác này. Nên mã em sẽ là cái võng dù nhá. Đó, rất là xịn luôn. Cái này về các bác mắc ở nhà mình này. Đấy, mõng thì mắc được rất là nhiều chỗ vì nó rất là nhẹ nhàng tiện lợi, hoặc có thể là mang đi du lịch đi chơi. Đấy, mắc ở những cái lúc mình mà đi du lịch các thứ này, rồi là mắc ở nhà nó rất ok. Hàng thì nó có sẵn cả dây móc dây đeo luôn đó nhá. Đấy, có sẵn cả dây móc dây đeo luôn. Còn đây là võng nhá. Võng thì nó là dạng vải dù canvas, nên là khi mà các bác sử dụng nó rất là bền, mà thứ hai nó rất là mát, thoáng cực kỳ luôn. Đây các bạn nhìn này, thoáng dã man luôn đấy, nằm thích cực, mát lắm. Đó, mát cực kỳ. Đấy, nó là dạng vải dù. Nhìn đi nó hơi thô một chút thôi nhưng mà nằm rất mát luôn. Đấy, nằm cực kỳ mát, nó không bị bí và chắc chắn lắm. Này thì người ta làm, người ta đan này, để đan toàn bộ đan bằng tay, đan thủ công hết á. Rất là cẩn thận luôn này. Đó, làm rất cẩn thận luôn nhá. Đấy, làm rất ok rồi. Cho một con sản phẩm cái võng dù nha. Đấy, võng dù du lịch. Nhiều màu sắc quá nhá. Giá hiện tại em đang bán một cái chiếc võng dù du lịch này với giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá, 90k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếc võng dù, đi kèm nó có cả một cái túi đựng này luôn. 90.000 một chiếc nhá. 90k thôi. Đấy, chỉ có 90.000 cho một chiếc võng dù này. Đấy, con này thì cái kích thước của nó hình như là bữa trước đang là 1m8 nhân với lại 60 các bạn. Chắc chắn lắm. Đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây các nhá. Đó. Chịu tải rất là ấy luôn nhá. Đấy, hai người ngồi lên thoải mái luôn này. Đấy, thấy không? Rất chịu lực rất tốt luôn. Đấy, và nó rất là dễ dàng mắc lắp đặt. Đấy, to cực kỳ. Con này cái chiều ngang của nó lên đến 80, nằm hai người thoải mái luôn. Đấy, rất to, rộng dã man luôn các bạn nhìn này. Rất rộng luôn nhá. Đấy, đắp thành một cái chăn này luôn. Này. Rộng kinh khủng khiếp luôn mà. Cái này bán nhiều. Mà hàng chất lượng lắm. Đấy, cái này ở những cái khu du lịch người ta cũng hay dùng những cái võng nha. Đấy, và nó tiện lợi nhẹ nhàng. Đó, rất ok nhá. Đây, các bạn ơi. Đó. Đấy, thấy không? Ba người này, một người với lại hai đứa nhỏ này, rất ok, thoải mái luôn nhá. Chắc chắn xịn sò, thoải mái rộng rãi luôn. Đấy, mang đi du lịch này, ở nhà sử dụng cũng ok luôn nhá. Giá hạt rẻ nữa. Bên em đang bán một chiếc võng dù canvas cực kỳ mát, mẻ ngon lành như này, với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, đi kèm có cả một cái hai cái sợi dây buộc này, hai cái sợi dây buộc rất là to luôn nhá. Đây, dây buộc to tổ bố luôn này. Đấy. 90.000 nhá, 90.000 một cái bộ võng dù nha. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít kia mã hàng, đó là cái đầu tẩu cái này. Lên mã em sẽ là cái đầu tẩu cái nhá. Đấy, bác nào mà hay dùng những thiết bị mà nó có cái đầu tẩu ấy, mà ví dụ như là mình không ô tô ấy, thì các bác có thể là dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái đầu tẩu để mình chuyển đổi. Cái này thì đây, cái này thì các bác cạp trực tiếp vào cái đầu 12V này. Đấy, 12V. Còn cái này cái đầu ra. Đấy, ví dụ như là những cái thiết bị mà nó sử dụng cái đầu tẩu ô tô ấy, cái đầu tẩu đực ấy, ô tô, thì cái này là cái đầu cái mà, thì các bác cắm vào đây này. Đấy, để các bác có thể chuyển đổi nguồn 12V qua đây. Đấy, nhiều khi là nhà mình không ô tô thì các bác có thể dùng những thiết bị mà nó có cái đầu tẩu cái, thì các bác cắm vào cho em rất là tiện luôn. Đấy, bên em đang bán một cái đầu tẩu cái này với giá nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, nó có cả phần kẹp này luôn. Đấy, kẹp dương và âm và âm, thì nó sẽ cấp điện nguồn ra. Đấy, cấp điện nguồn ra và các bác cắm những thiết bị mà nó sử dụng cái đầu tẩu đực ấy, là các bác cắm vào cái đầu tẩu cái này là hợp, rất là hợp luôn này. Đấy, giá thì rất là hợp lý luôn. Đấy. Đây nha, đây ví dụ như ở đây em đang có một cái đầu tẩu của một cái thiết bị này em đang dùng này. Đây là cái đầu tẩu cái, mà cái này thì chỉ có cắm trên ô tô mới có thôi. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mua một cái đầu mà cũng kết nối được ấy, như trên ô tô, thì các bác mua ngay trên cái đầu này. Đấy, ví dụ nhà mình không ô tô thì mình có thể kẹp vào bình ắc quy. Đấy, sau đó là các bác cắm vào đây. Đấy, còn cái phần này các bác kẹp vào bình ắc quy nhà mình là ok. Đấy, là cứ thế là các bác cấp nguồn cho nó, là thiết bị nó chạy thôi. Đấy, là có nguồn nó chạy nhá, rất là hay. À, bên em đang bán một cái đầu tẩu cái này với giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, về các bác sử dụng.
chuyển đổi các thứ ra. 40.000 lên mã em sẽ là đầu tàu cá nhá, 40k một cái đầu tàu cá nhá, 40.000 một cái bộ đầu tàu cá nha. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái đệm ghế silicone này. Lên mã em sẽ là cái đệm ghế silicone nhá. Đấy, cái này là cái đệm ghế ạ, cái đệm ghế để về các bác lót vào cái ghế ngồi như mình đấy, ghế ngồi ở nhà này hoặc là ghế ngồi các bác đi làm văn phòng hay phải ngồi nhiều này, các bác nào hay lái xe đấy, ngồi cái này rất là hay, nó chống trĩ này đấy, bác nào đang bị trĩ ngồi rất là êm này, bác nào đang bị ví dụ như là mông miếc và đau lưng đau cột sống này, ngồi cảm giác nó sẽ êm ái hơn và ngồi nó thoáng mát hơn nhá. Thì ở đây thiết kế theo dạng những cái lỗ rất là nhiều này đấy, như kiểu dạng lỗ tổ ong nhá đấy, thiết kế nó khi mà các bác ngồi rất là đàn hồi và rất là thoáng đấy, và đi kèm nữa thì nó có một cái bao bọc bên ngoài nha, thì mình có thể là cho vào và các bác bỏ ra được đấy, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, thì nó vẫn có đi kèm như thế đó. Và một cái đệm ghế silicone này bên em đang bán với giá thì chỉ có 90.000 thôi, nên mã em sẽ là cái đệm ghế silicone, đệm ghế silicone này giá sẽ là đi 90.000 cho một chiếc đệm ghế silicone nhá. Đấy, về xài rất hay luôn đấy, 90.000 một chiếc nhá, đó về các bác sử dụng về để lót ghế ngồi êm lắm mà cảm giác nó thoáng mát hơn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo, sờ rất là thích, mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha, ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên để như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào nó sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi được tối ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, vò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái đệm ghế silicone, nó rất nhiều những cái chức năng hay ho của một chiếc đệm ghế này. Đấy, nó là dạng silicone, đàn hồi rất là tốt, các bác ngồi thoải mái mà không lo bị lõm các thứ. Rồi thiết kế dạng tổ ong nghìn lỗ này. Đấy, phân tán áp lực ngồi nhá, dùng rất là hay. 90.000 cho một chiếc đệm ghế silicone. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, đó là cái bộ dao 6 món hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Lên mã em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Bộ này thì sẽ gồm có các bác là 6 món. Đấy, 6 món trong cái bộ dao này rất là xịn luôn. Hàng của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, hàng vẫn nguyên trong hộp này. Đầu tiên thì sẽ đi có cho bác là một cái giá đỡ này, đấy, một cái giá đỡ. Và đi kèm thì sẽ có dao giữ ở trong này hết luôn. Đấy. Dao ở toàn bộ bên trong hộp luôn nhá. Đây sẽ bóc cho bác xem này. Đấy. Đầy đủ các sản phẩm này. Đầu tiên là sẽ gồm có một cái cây kéo này, một cây kéo nhá, một cây kéo rất ok luôn. Đây là cây kéo. Đấy, các bác cắt thịt gà các thứ, cắt rau củ quả thịt thà thì ok luôn. Đấy, em để lên nhá. Rồi tiếp theo nữa là một cái cây liếc mài. Một cây liếc mài luôn. Đấy, một cây liếc mài này. Đấy, một cây liếc mài rất ok. Dao nhụt các bác lấy cái này ra các bác liếc qua một chút ok này. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao nhỏ. Con này thì chuyên để lọc với thái này. Đấy, con này thì chuyên lọc với thái. Rất là xịn luôn nhá. Hàng của thương hiệu Asaka Japan, chuyên lọc với thái nhá, chuyên lọc thái này. Đó. Rồi tiếp theo là một cái con dao thái bản to, cũng như là cái con này để các bác dùng để băm miếng các thứ rồi, thái bản to nhiều bác rất là thích những con dao thái bản to này. Đấy, thái thịt bò thứ này, nó dễ thái này. Đấy, con này là con thái bản to nhá. Hàng Asaka Japan, hàng liền thân luôn nhá, xịn cực kỳ luôn. Đấy. Con này là thái bản to. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao để các bác chặt chiếc các thứ ok này. Đấy, con này thì dùng để chặt là hợp lý này. Đấy, chặt gà vịt các thứ xương sẩu. Các bác dùng con này chưa? Đấy, con này chuyên chặt các nhá. Đấy, chuyên chặt. Hàng cũng của Asaka Japan luôn, xịn cực kỳ, hàng liền thân luôn nhá. Đó, cầm rất vừa tay luôn. Đó, đây tổng quan bộ dao nhá, sẽ gồm có bác là đi đây sẽ gồm có bác là tổng là sẽ gồm có là một cái giá đỡ này, một món này, đi kèm là một cái cây kéo là hai này, một cái liếc mài là ba này, một con dao thái là bốn, thái lọc là bốn này, một con dao thái bản to là năm này, và một cái con dao chuyên chặt là sáu nhá. Đấy, tổng quan là cái bộ dao 6 món hàng của thương hiệu Asaka Japan, hàng vẫn nguyên hộp nhá, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho mình. Đấy, các bác để cái bộ dao này ở trên cái phần nhà bếp của mình, nhìn nó sang trọng lịch sự và nhìn nó đẹp đến bao nhiêu luôn. Giá thì em báo luôn nhé,
Lên mã anh em sẽ là cái bộ dao Nhật 6 món. Đấy, bộ dao Nhật 6 món. Bên em đang bán một cái bộ dao Nhật 6 món này. Đấy, dao Nhật 6 món này. Với giá sẽ là đi 150.000 một bộ đúng không nhá. Giá chỉ 150.000 một cái bộ dao Nhật 6 món này thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy, hàng của Asaka Japan luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các mặt hàng, đó là cái dây cọ lưng này. Lên mã em sẽ là cái dây cọ lưng. Cái này là cái dây silicon để về các bác kỳ cọ lưng. Đấy, ví dụ như là các bác tắm mà đôi khi lưng nó rất là khó kỳ khó cọ thì các bác mua cái dây về cho em để các bác kỳ. Đấy, con này thì đây các bác cứ cầm hai cái phần tay cầm này cho em, vắt ra sau lưng, sau đó các bác kéo kéo đi kéo lại để các bác kỳ này. Đấy, ngoài kỳ lưng thì các bác có rất là nhiều chức năng, các bác có thể kỳ chân kỳ tay. Con này thì ở đây nó rất là nhiều cái phần gai này, silicone này, để khi mà các bác kỳ nó sẽ vừa kỳ vừa massage. Đấy, vừa kỳ vừa massage rất là thích luôn và kỳ rất là sạch nhá. Đó, và khi mà dùng xong là các bác rửa qua nước cái nó chuội đi là sạch sẽ, ok. Dòng này silicone không thấm hút nước thôi nhá. Đấy, rất ok luôn. Có phần tay cầm này, đó, rất là hợp lý nhá, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Đó, rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái dây cọ lưng nhá, dây cọ lưng. Đấy, nhớ cho em sẽ là cái dây nhá, dây để các bác cọ lưng. Giá em đang bán sẽ là 20.000 một dây đúng không nhá, chỉ có 20.000 cho một cái dây cọ lưng nha. Đấy, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. 20.000 một cái dây cọ lưng nhá, 20.000 một dây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm dây cọ lưng này. Đấy, tắm tiếc các thứ rất là tiện luôn nhá. Đó, đây. Đấy, về các bác bơm bọt xà bông các thứ vào. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ này. Quá ok luôn. Sạch sẽ ngon lành, kỳ tay, kỳ chân, kỳ lưng các kiểu luôn nhá. Đấy, dùng xong chuội nước cái ok, sạch sẽ ngon lành luôn. Rất ok. Đấy, đây. Kỳ ngon lành luôn nhá. Rất hợp lý luôn nhá. Sạch sẽ ngon lành. Đấy, chất lượng. Đó, dây kỳ cọ lưng nhá, dây kỳ cọ lưng. Đấy, dây cọ lưng bên em đang bán 20.000 cho một cái dây kỳ cọ lưng nha. À, cái này là cái phích chuyển từ dẹt này. Đấy, các bác có những cái phích chân Nhật, chân cắm dẹt này, mà bây giờ cắm ổ điện Nhật, Việt Nam là không cắm được, để các bác mua cái này về. Nó chuyển đổi từ từ dẹt qua tròn nhá. Đây là dẹt này, còn đây là tròn này. Đấy, cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác chuyển đổi nhá. Chuyển đổi từ dẹt qua tròn, chuyên cắm những cái dòng phích điện Nhật mà người ta lại chuyên dùng những cái phích Nhật, phích dẹt nên là rất là khó cắm, thì các bác mua này về các bác chuyển nhá. Hàng của Nhật Japan này. Đấy, Japan rất xịn sò luôn nhá. Đó, phích cắm chuyển đổi từ dẹt qua tròn. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang bán lẻ một chiếc này, em hôm nay em xả kho với anh bác luôn. Giá thì xả lỗ vốn luôn nhá, 5.000 một cái nhá, 5.000 một cái. Các bác lấy bao nhiêu cái bên em tính tiền mấy nhiêu cái nhá. Phích cắm dẹt từ dẹt ra tròn, phích dẹt ra tròn này. Đấy, dẹt ra sang tròn này sẽ là đi 5k một chiếc thôi nhá, 5.000 một chiếc thôi. Em xả kho bán nốt luôn, chỗ này chắc khoảng tầm ít nữa thì bán nốt bác luôn, là 5.000 một chiếc nhá. 5k một chiếc phích dẹt qua tròn này nhá, hàng Nhật rất xịn luôn. Đó, hàng Nhật rất xịn. Đó, đây là chân dẹt, đây là chân tròn. Đấy, các bác cắm những cái phích điện Nhật về là ok này. 5.000 một chiếc nhá, 5.000 một chiếc. Đây em xả lỗ vốn luôn đấy, 5.000 một chiếc nhá. Phích cắm dẹt qua tròn, xả lỗ bán nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái quyển sách nói dành cho trẻ em này. Đấy, lên mã em sẽ là quyển sách nói, sách quý song ngữ nhá. Cái này nó sẽ có hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt, rất là xịn luôn, về cho các cháu để mình học này. Minh họa sinh động này, hứng thú, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm này, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Bảng nhận biết có hai loại ngôn ngữ nhá, tiếng Anh và tiếng Việt này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc bình học nhá, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút xanh ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung bất kỳ của trang đó. Bảng nhận biết chữ và âm đọc tiêu chuẩn của hai loại ngôn ngữ, kiến thức toán học và gọi và tên gọi tiêu chuẩn của đồ dùng hàng ngày. Qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung nhá. Đấy, cái này thì một quyển sách này nó nhiều nội dung lắm các bạn. Thì về các mua về các cháu nhà mình tập đọc này. Đấy, rồi là tập nhận biết về chữ cái này. Đấy, chữ cái, rồi là có các ví dụ như là động vật, rồi là dụng cụ này, hình học các thứ đầy đủ luôn nhá. Đấy, nó có rất nhiều các nội dung, hơn 300 nội dung mà. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là những cái nội dung nó sẽ phân ra, ví dụ rau củ này. Ở đây thì có sẽ có là nhân vật này, rồi là chữ cái tiếng Anh này, đoán con số này. Đấy, đầy đủ luôn. Thì cái sản phẩm này thì đây em hướng dẫn bác luôn. Về thì bác mở phần lắp này ra cho em, sau đó là các bác lắp cho em 3 viên pin con thỏ vào. Đấy, cái viên pin thỏ loại nhỏ nhá, lắp đúng chiều pin. Đấy, lắp đúng chiều pin, lắp pin vào cho em nhá. Đấy, lắp cho em 3 viên pin này, sau đó là các bác mở nắp này, mở sách này. Đấy, mở sách đó, và bắt đầu các bác bấm nút nhá, bấm nút đỏ này. Bé ơi, chào bé, hãy thử bấm nút nhé. Đấy, các
bạn thấy không, nó có cả phát âm thanh luôn, vừa có hình ảnh này vừa có âm thanh này, rất là ok. Và mỗi lần là các bác muốn cái trang ấy nó đọc lên ấy thì bác ấn vào nút màu xanh trang đấy, bắt đầu là các bác bấm này, ớ này, à ớ này, ớ cái cân đấy, d này, r con dê, e này, e quả lê này, g này, g cơn gấu trúc đó, có thấy không, nó đầy đủ các nội dung, nó sẽ đọc lên luôn đó nhá. Và nếu mà các bác muốn chuyển sang trang tiếp theo thì các bác ấn nút màu xanh cho em nhé. Nếu mà muốn chuyển sang trang tiếp theo thì phải nhớ ấn nút màu xanh. Đấy, còn nếu các bác không bấm nút này. Ừ, cái cân. Đấy thì nó sẽ vẫn ở cái trang cũ. Các bác muốn chuyển sang trang mới thì phải ấn vào nút màu xanh nhé. Đấy, bắt đầu có bấm này. Tờ, quả thanh long. Đó. Tờ, tàu hỏa. Này. U, quả đu đủ. Ư, sư tử. Đó, thấy không? Rất ok. Đấy, các bác muốn sang trang mới thì ấn vào nút màu xanh nhá. Đó, bên này là tiếng Anh này. Đó, có cả phát âm tiếng Anh, các thứ đầy đủ hết luôn các bác nhá. Đấy, và tiếp theo cứ muốn sang trang mới thì bác nhớ cho em phải bấm nút nhá. Sang trang mới là phải bấm nút. Đấy, đây. Red light, yellow light. Đấy, nó có cả phần âm nhạc này. Đấy, thấy không? Nó có cả âm nhạc như đây, em không dám mở nhiều vì sợ vi phạm bản quyền các bạn. Đầy đủ hết luôn. Đấy, bên này nó sẽ có là tiếng Việt, tiếng Anh các thứ này. Bên mấy cái nút trên này cũng bấm luôn nhá. Đấy. Đấy, tiếng Việt nhá. Đó, chữ số nhá. Cái này bên này là có bảng cộng trừ nhân chia này, nói chung là nó nhiều nội dung khác nhau lắm, nhân vật này, ông bà này, các thứ này, phương tiện giao thông này, động vật này, trái cây này, rau củ này, nói chung là nó nhiều nội dung lắm. Thì các bác muốn sang trang mới thì nhớ cho em là phải bấm cái nút màu xanh bên cạnh nhá. Đấy, đây ví dụ này. Gương, lược chải đầu, muỗng, ly, bát. Đấy, cho các cháu nhà mình về ví dụ như nhận biết về mặt chữ này, rồi là các cháu tập đọc theo cái nhân vật trong vừa phát âm thanh nhá. Đấy, rồi là nhận biết về đồ dùng, đồ vật, các thứ, sự vật, hiện tượng, toàn bộ trong quyển sách này hơn 300 nội dung nhá. Đấy, toàn những nội dung rất là cơ bản, gần gũi với đời sống thực tiễn nhá. Đấy, nói chung là một cái quyển sách rất là hay, giá thì đang rất là ưu đãi của bác luôn. Đấy, cho các cháu nhà mình vào chuẩn bị vào đầu năm học, đấy, có một cái quyển sách này. Đấy, là một cái hành trang để cho các cháu nhà mình thứ nhất là ôn trước này, mà thứ hai là cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa này, món quà về tinh thần rất là ý nghĩa cho các cháu nhá. Đấy, rồi là cho cháu mình tập trung học tập, tránh xa điện thoại, TV, internet ra. Đấy, có cái quyển sách này vừa có phần mặt, vừa có mặt chữ các thứ ở hình ảnh ở đây, vừa có cả âm thanh luôn, rất sống động nhá. Đó, giá thì hiện tại anh em đang giá một cái giá rất tốt luôn. Lên mã anh em sẽ là sản phẩm là sách nói song ngữ này, hai ngôn ngữ Anh và Việt nhá, sách nói. Đấy, sách nói. Bên em đang bán một cái quyển sách nói với giá là đi 110k thôi. Đấy, giảm giá bán nhanh luôn nhá. 110k cho một cái quyển sách nói nha. Đấy, 110k, dùng rất là hay. Đấy, thì về nhớ cho em là lắp pin vào. Sau đó bấm nút chuyển trang thì phải bấm cho em nút màu xanh là xong. Đấy, nhớ cho em là chuyển trang là bấm nút màu xanh nhá. Đó. 110.000 nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ, hai ngôn ngữ. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái nồi bí ngô này. Nồi này thì sẽ là 8 lít nhá. Đấy, nồi 8 lít và đường kính của nó sẽ là 28 cm. Nhiều bác hỏi là cái này có đun được bếp từ không thì em nói luôn nhé. Còn này các bác đun các loại bếp luôn. Đấy, bếp củi này, rồi là bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ là các bác đun được hết cho em luôn nhé. Thì đây, em sẽ đi vào quay thực tế chi tiết về sản phẩm các bác cùng xem nhé. Đấy, sản phẩm nồi 8 lít các bác dùng cho em thoải cả má đi. Đấy, rất là to, to lắm. Dùng thoải cả má luôn đây. Nồi chắc chắn dày cực kỳ luôn. Cái này nồi rất dày nhá, đóng gói rất kỹ này. Đấy. Rồi đóng gói cực kỳ kỹ luôn. Đó. Thì hiện tại khi mà gửi lên tay bác thì sản phẩm thì sẽ được tháo rời ra để tiện được vận chuyển. Còn khi mà về thì các bác lắp đặt vào đúng ngày cho em là xong. Đấy, lắp đặt vào nhà. Có phần nắp vung này, phần van xả này, rồi là hai cái tay cầm. Đấy, con này thực tế thì nó có thể là nấu nước áp suất luôn nhá. Đấy, có thể nấu nước áp suất luôn. Đó, đây. Phần vung bằng kính cường lực nhá, trong suốt để các bác có thể là theo dõi đồ ăn các thứ bên trong luôn. Còn đây là những cái phụ kiện đi kèm. Đấy, những cái phụ kiện đi kèm. Nó là tất trong này luôn nhá. Đấy, như là phần tay cầm son này. Đấy, thì về các bác gắn vào hai bên hông này, nó có ốc thiết hết này. Các bác gắn vào, nó gắn bằng ốc mà. Đấy, rồi là
phần nắp vung này đầy đủ hết luôn, phụ kiện ốc vít các thứ đi kèm vào trong này hết nhá. Đó thì về các bác cứ gắn vào là xong thôi. Đó thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái nồi 8 lít. Những cái nồi 8 lít này các bác yên tâm là dùng nó rộng và nó to. Ví dụ như các bác có luộc những con gà con vịt to vào đây là thoải mái này. Hoặc là có vài cái chân giò cho đây cũng thoải mái này. Nói chung là bây giờ các bác kiếm những cái nồi to rất là khó nhá. Nhưng mà còn một cái con nồi này rất là chất lượng luôn. Và cái nồi này ưu điểm của nó bên trong nó được chám một lớp nano bạc chống dính rất là xịn luôn. Có cả chống dính luôn nhá. Đấy có cả chống dính này. Còn phần bên ngoài, bên ngoài đó rất ok. Con này các bác bơm đun em các loại bếp nhá. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp củi rồi là bếp điện các thứ cho em đầy đủ luôn. Bất chấp hết các loại luôn nhá. Đun hết luôn. Đấy, dùng hết các loại bếp. À, rồi em báo giá luôn. Giá hiện tại em đang để bác một cái mức giá rất tốt luôn. 170k coi nhá. 170k. Lên mã em sẽ là cái nồi bí ngô. Đấy, nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô. Con này thì cái dung tích của nó sẽ là 8 lít và cái đường kính của nó sẽ là 28cm với giá là 170.000 một chiếc nhá, 170k một chiếc nha. Nồi bí ngô to vật vã luôn, 8 lít về dùng gia đình đông người thoải mái luôn. Lại còn nắp kính cường lực xịn cực kỳ luôn các nhá. Giá quá chất lượng, giá quá tốt mà hàng quá chất lượng luôn. Nồi bí ngô nhá, nồi 8 lít, giá mà em đang bán là 170.000 một nồi nhá, 170.000 nồi luôn. Nồi dày, cầm dày lắm, cầm dày cộp luôn, cầm nó nặng trịch ạ. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm nặng trịch luôn. Cái này em bán nhiều mà. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục với mã hàng đó là cái thảm lau chân này. Lên mã em sẽ là cái thảm lau chân nhá. Đó, thảm lau chân rất là nhiều những cái màu sắc mẫu mã khác nhau, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn cực kỳ là sang luôn đấy. Đấy, về các bác để trước cửa ra vào nhà mình. Đấy, để trước cửa ra vào nhà mình nhá. Đó, rất ok luôn này. Đấy, để trước cửa ra mình nhìn đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều mẫu mã cực kỳ đẹp và hàng bên em là hàng loại 1, hàng loại dày nhá. Đấy, hàng loại dày luôn. Đây, hàng rất là dày này. Đó, phần mặt trên thì phủ một lớp nỉ này. Đấy, lớp nỉ bông thấm hút nước rất tốt. Con này thì siêu thấm hút nước luôn. Đấy, các bác cứ đổ nước vào cái nó thấm hút khô luôn nhá. Rồi là phần bên dưới thì sẽ trần một lớp cao su chống nhiễu trượt. Đấy, để khi mà sử dụng là các bác ví dụ là các bác có để trên phần mặt kính này. Rồi là phần mặt đá hoa các thứ này, đấy nó không bị trơn trượt nhá. Đấy, để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng lịch sự. Cái này thì kích thước của nó thì em báo luôn. Kích thước của nó thì dài rộng 40 và dài 60 nhá. Đấy, kích thước là 40 x 60 này. 40 nhân với lại 60, khá là to tát luôn nhá. Đấy, 60. Và giá thì em đang bán một cái chiếc thảm lau chân này với giá chỉ có 50k thôi. 50.000 cho một cái chiếc thảm lau chân nha. Đấy, 50k. Dùng rất là ok luôn đấy. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. Dùng về các bác giả trước cửa ra vào này mình nhá, sang trọng lịch sự và đẹp lắm. Đó, 50 cao chiếc thôi. Để thay hết những cái thảm cũ nhà mình đi, chuyển sang cái thảm này cho em. Nhìn chất cực kỳ luôn, nhiều mẫu mã khác nhau. Hàng này thì em nói luôn hàng với em nó nhiều mẫu lắm nên là hàng bốc ngẫu nhiên nhá. Thì em sẽ bốc cho bác, các bác lấy nhiều thì sẽ bốc cho bác nhiều mẫu khác nhau. Kích thước là 40 x 60 nhá. Giá mà em đang bán một chiếc thảm lau chân này với giá là chỉ có 50.000 thôi nhá. Đấy, 50k một chiếc thảm lau chân. Sản phẩm áo mưa Honda này, hàng quà tặng nhá. Hàng này là hàng quà tặng của Honda nên em lô thanh lý được đó. Hàng cái này là hàng áo mưa choàng rất là dày, rất là chắn luôn. Bên em đang bán một cái chiếc áo mưa Honda này với giá là chỉ có 30.000 thôi. Nó là hàng tặng khi mà các bác mua xe thứ là hay được tặng cái áo mưa này đó. Thì bên em lô thanh lý được cái mã này nhá. Nó là cái áo mưa choàng các bác nhá, áo mưa choàng không phải là áo mưa bộ đâu, áo mưa choàng ạ. Nên là giá nó cũng hạt rẻ, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, các bác mua về vứt ở cốp xe thì mình đôi khi mình cần. Đấy, ví dụ như là trời mưa trời gió là có cái là mang ra choàng luôn. Đấy, 30.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là áo mưa Honda, hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda này. 30.000 cho một chiếc áo mưa của Honda nhá, 30.000 một chiếc thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy, dùng quá ok luôn, hàng hãng mà. Đấy, hàng quà tặng 30k nhá, 30.000 cho một chiếc áo mưa Honda hàng áo choàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng đó là cái bát sen quạt này. Lên mã em sẽ là cái bộ bát sen quạt nhá. Bộ này về bác thay thế những cái bộ bát sen này mình. Đấy, bát sen quạt rất chất lượng luôn. Đây. Một bộ này thì đi kèm với bác là cả bát và cả dây luôn. Đấy, cả bát cả dây luôn, xịn cực kỳ nhá. Đây. Sẽ gồm có là một cái bát sen cánh quạt nha. Đấy, bát sen cánh quạt về bác sử dụng là chắc chắn và đẹp cực kỳ luôn, sáng bóng luôn nhá. Đi kèm với bác là một cái sợi dây cấp nguồn nước đi kèm này. Dây sẽ là dây inox, dây chống xoắn nhá. Đấy, dây chống xoắn chống rối này, hàng lõi đồng xịn cực kỳ luôn. Đấy, về các bác kết nối vào một đầu, các bác kết nối với lại bát sen. Đấy, đầu còn lại các bác kết nối với nguồn nước là mình là xong. Đấy, cái bát sen là cái ưu điểm của nó thì nước nó cho ra một lượng nước đều. Đấy, và thứ hai là nó có tích hợp luôn cả cái phần khóa luôn ở trên thân nhá, khóa tích hợp khóa luôn ở trên thân. Đấy, thì bằng thao tác là các bác đẩy cái phần này là nó sẽ
quá này, và một cái hay nữa là nó có thể là tăng giảm theo cái áp lực nước nhá. Đấy, nó có phần tăng giảm luôn. Các bác muốn nước nó mạnh thì tăng lên, muốn nước nó giảm đi thì xoáy cái vòng này nó sẽ giảm đi, còn các bác đẩy sang đẩy rô thì nó sẽ là đóng ngắt nhá. Đó, rất là ok, dùng rất là dễ thôi, hàng rất là đẹp luôn đấy, hàng đẹp cực kỳ, giá thì nó của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, giá tại vì em đang bán một cái bộ bát sen quạt này với giá đang bán là 100.000 một bộ nhá, lên mã em sẽ là bát sen quạt. Đấy, bát sen quạt bên em đang bán một bộ này với giá là 100k nhá, 100k thôi, bát sen quạt này. Đấy, bát sen quạt 100.000 một bộ, bao gồm là cả bát và cả dây luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi, giá hạt rẻ mà dùng ok lắm. Đây, cái này em đang dùng, em cho bác xem thực tế luôn này. Đây với nhá, cái này em cũng đang dùng thực tế nhá. Đấy thì các bác muốn mở thì rất là dễ thôi. Đấy, mình cấp nguồn nước vào nhá. Đấy, sau đó là các bác ấn nút này này. Đấy là nó sẽ nước ra nhá, ấn nút bên hông này. Đấy là nó sẽ đóng ngắt này. Là bằng cái thao tác là các bác ấn nút này nó sẽ đóng ngắt, và ngoài ra thì nó có cái phần là tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm lượng nước nhá. Đấy, tăng giảm muốn mạnh lên này, muốn giảm đi thì các bác xoáy cái vòng này. Còn muốn đóng ngắt thì các bác đẩy cái phần này cho em là xong. Đấy, đóng ngắt thì các bác đẩy cái phần bên hông cho em là xong. Đó. Rất ok nhá. Con này thì nước ra khá là mạnh luôn đấy. Cái này là em đang xài nước từ tầng 2 xuống nhá, không có một tí nào gọi là ví dụ như là máy bơm tăng áp hay nhiều cả nhá. Đấy, nhưng mà nước ra rất là mạnh, ra rất là đều. Bác nhìn cái phần tia này, nó sẽ theo tia phun ra theo dạng chéo chéo nhá, vừa có thể tắm vừa massage. Đấy, nước ra rất đều luôn này. Đấy, vừa tắm vừa massage rất là êm luôn. Đó, nước ra rất đều nhá. Đấy, thấy không? Rất ok cho một con sản phẩm bát sen quạt nhá. Nên em đang dùng thế đây, nước ra khá ok luôn đấy. Đó. 100.000 một cái bộ sản phẩm đó các nhá, 100.000 một bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng hiện tại đang rất là hot này. Đấy, đây mã em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nhá, về bác lắp vào những cái phần trước cửa, trước cổng, ví dụ như là đường đi lối lại, những cái chỗ nào các bác cần sáng cái lúc đấy mà người, có người đi qua lại thôi, hoặc là cần thiết thôi nhá, không cần sáng lâu thì bác mua ngay cho em cái con này. Đấy, về dùng rất là tiện nó. Nó cái nguyên lý động của nó là khi mà có người hoặc là vật thể chuyển động qua cái đuôi đèn này, đấy, qua cái mắt cảm biến của nó thì tự động đèn nó sẽ bật lên. Còn không, nếu mà không có ai chuyển động qua thì tự động đèn nó sẽ tắt đi, rất là tiện nhá. Đấy, đây là cái phần dây nguồn thì về bác cấp nguồn mà dùng thôi. Còn đây là phần mắt cảm biến này. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy thì nó là dòng đuôi xoáy phổ thông, về các bác lắp đặt tất cả các loại bóng luôn, rất ok. Con này khoảng cách cảm biến nó khoảng tầm từ phần cảm biến cho đến cái mắt này, từ vật thể chuyển động cho đến phần mắt cảm biến là 8m nhá. Đấy, và đây là cái lỗ vít để các bác bắt vào, dùng rất là tiện nhá. Rồi em báo giá luôn, giá thì lại em đang bán một cái mức giá gọi là bao giá thị trường luôn nhá. Lên mã em sẽ là đuôi đèn cảm biến này. Bên em đang bán một cái đuôi đèn cảm biến này với giá chỉ có 50.000 thôi. 50k thôi. Giá rẻ giật mình luôn đấy, mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng và tiện cực kỳ luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhé. Đây, trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiện, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy, các bạn nhá, rất ok luôn, rẻ và tiện. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ mà rất là tiện và dùng cực kỳ thông minh luôn nhá. Khi mà có vật thể chuyển động qua cái là tự động đèn nó sẽ bật lên, còn không đèn nó sẽ tắt đi. Đấy, các bác có thể ví dụ lắp ở ngoài đầu cổng này, lắp ở đường đi lối lại này, lắp ở về nhà vệ sinh các thứ này, dùng tiện cực kỳ luôn. Mà giá hạt rẻ chỉ có 50.000 thôi nhá. Đấy, bao giá thị trường luôn đấy, giá mức giá sập sàn luôn đấy. Còn bên hông là những cái nút các bác chỉnh này, ví dụ là chế độ ban đêm, ban ngày và chế độ cả ngày này, và chế độ thời gian nó sáng trong bao lâu, 16 giây này, 32 giây và 300 giây này. Đấy, tùy nhu cầu nữa, về các bác điều chỉnh hai cái nút thôi cho em, và các bác lắp vào. Đấu và trực tiếp điện 220 mà dùng luôn nhá. Đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, ban ngày đều được luôn. 50.000 một bộ nhá, 50k một cái. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên bác em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái này dùng tiện lắm. Đó, về bác để điện thoại. Cái đợt này nó về cái lô này thì cái giá đỡ này của nó là chất liệu là bằng kim loại. Đấy, cái phần đế của nó là đế bằng kim loại nhá. Nên là nó rất là chắc chắn và nó đầm, nó nặng, nó không như cái dòng đế bình thường đấy. Các bác để nó rất hay bị bỏng điện thoại nhá. Nhưng con này nó đế bằng kim loại vào đây. Đế nó bằng kim loại nên nó rất là chắc, nó chắc cái phần đế, nên là các bác để điện thoại nặng to thoải mái cho em luôn. Đấy, dùng rất là dễ, bác mở cho em hai cái phần nãy ra, sau đó các bác để điện thoại là xong. Con này thì nó có chế độ là xoay 360 độ nhá, nó có thể là xoay hình tròn nha. Đấy, xoay hình tròn luôn. Đấy, và con này có thể điều chỉnh độ cao thấp, đấy, tùy nhu cầu.
có thể kéo cao lên, đấy, kéo dài ra và cho thấp xuống, đấy, tùy nhu cầu nhá. Để dọc điện thoại, để ngang điện thoại được luôn. Đây em sẽ để bác xem luôn này. Đấy, dùng cực kỳ tiện luôn. Đó, đây, rất tiện dụng luôn nha. Đây, các bác có thể để ngang nhà nhá, để ngang nhà, hoặc thậm chí các bác có thể để dọc này cho em, đấy, để dọc này cho em ra, rất ok luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có một cái rất hay là khi mà các bác để dọc này thì ở nó ở đây nó thiết kế là theo dạng là khe hở đấy, các bác có thể là cắm vừa dùng điện thoại và vừa có thể cắm sạc đây luôn. Đây, các bác nhìn cái phần lỗ sạc con lòi ra này. Đấy, lỗ sạc con lòi ra, các bác có thể cắm sạc điện thoại vào đây cho em thoải mái này. Đấy, ví dụ như này nhá. Đó các bác nhá, các bác lựa vào, các bác vẫn có thể dùng, các bác cắm được sạc điện thoại như này. Đó, thấy không? Rất ok luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá, chân đế bằng kim loại, xoay 360 độ nhá, và các bác có thể để ngang để dọc, thu kéo ra kéo vô, ok luôn. Đấy, chất lượng nhá. 50.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại. Giá em đang bán một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại này với giá là đi 50k, xoay 360 độ luôn nhá. Đấy, 50k giá đỡ điện thoại này. 50.000 một chiếc nhá, chân đế kim loại. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái đèn cây nấm này. Lên mã em sẽ là cái đèn cây nấm nhá. Cái đèn này thì dùng rất là tiện. Về các bác dùng cái này, đèn này làm đèn ngủ nhá. Đấy, nó là giọng đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá. Lên mã em sẽ đèn nấm hoặc là đèn ngủ nấm hoặc là đèn cây nấm đều được. Đấy, nó là dạng cây nấm này, rất là xinh. Về các bác cắm vào, con này nó có chế độ cảm biến nhá. Ban ngày sẽ tự động nó tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, giá hiện tại em đang bán một cái đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá, với giá chỉ có 20k thôi. Lên mã em sẽ là đèn nấm nhá, đèn nấm hoặc đèn ngủ nấm cũng được. 20k nhá, 20.000 một chiếc nhá. Sử dụng điện 220 các bác cắm trực tiếp vào dùng. Đây em sẽ test các bác xem về cái chế độ cảm biến này. Đấy, nhìn rất là xinh, nhỏ gọn nhá. Đây nhá, bình thường nó sẽ nhạy, còn nếu mà các bác nhận hàng, nếu mà các bác muốn test đèn nó lên được không ấy thì bác bấm vào đây cho. Đấy, các bác giữ vào cái phần đuôi đèn này này. Cái đuôi đèn là nó có một cái lỗ này. Đấy, các bác ấn vào đây thì đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy. Hoặc nếu các bác không thấy nó sáng thì các bác có thể che hết đi. Đấy, che hết nó đi nhá. Để cho nó sáng này. Đó, em thả ra cái mất này. Đây là cái chế độ cảm biến nhá. Hiện tại đang là ban ngày nên là nó sẽ tắt đi, còn không thì các bác bịt tai vào thì nó là ban đêm rồi thì nó sẽ tự động sẽ sáng lên nhá. Ánh sáng nó vừa đủ để các bác sử dụng làm đèn ngủ rất là hợp lý nhá. Đó thì lên mã em sẽ là cây đèn ngủ nấm nhá, cây đèn ngủ nấm. Bên em đang bán một cây đèn ngủ nấm này với giá chỉ có là đi 20.000 thôi, đèn nấm nhá, đèn nấm 20.000 một cây, nhìn rất là xinh. Đấy, và dùng rất là tiện này. Đây, giá dòng này thì rất hạt rẻ thôi. Hiện tại em đang bán một chiếc kéo cắt cành này với giá là đi 70k một chiếc thôi nhá, 70k. Dòng kéo cắt cành hộp kính nhá. Lên mã em sẽ là kéo cành hộp kính. Đấy, kéo cành hộp kính nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang bán là 70.000 một chiếc nhá. Đấy, kéo cành hộp kính hàng nội địa Nhật quá nhá, hàng nội Nhật rất là xịn luôn. Đó. Hàng nội địa Nhật cực kỳ ngon. Đó, đây em sẽ mở hộp cho bác xem một chiếc này. Con này thì cắt cực kỳ sắc bén rồi, các bác sử dụng cắt nhà vườn các thứ, cắt cây cảnh hay kia rất ok. Đấy, cắt cành, cắt cây các thứ cho em ok luôn nhá. Hàng đựng trong hộp, hàng của nó vẫn còn mới nguyên này. Đấy, xịn sò, chất lượng cực kỳ ok luôn. Đó, con này cái thao tác mở rất là dễ nhá. Các bác khóa thì các bác gạt bình thường, còn nếu có lúc mở các bác bóp mạnh em này. Đấy, thấy không? Tự động nó sẽ mở luôn. Còn lúc nào các bác khóa thì có ấn nó cho em. Ấn cái lẫy và tự động nó khóa vào, còn các bác bóp này. Đấy, bóp mạnh mà. Đấy, tự động nó sẽ mở ra, rất là hay. Một cái thiết kế cực kỳ thông minh của người Nhật. Đấy, có phần lò xo trợ lực này. Rồi là phần tay cầm có bọc lớp cao su chống trượt nhá. Kéo làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, đinh tán đầy đủ, đinh vít thứ đầy đủ luôn nhá, để ôm cái phần lưỡi. Đấy, giá tại em đang bán một cái cây kéo cắt cành hộp kính như này, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn, giá bên em đang bán là 70.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ là kéo cắt cành hộp kính nhá, 70.000 cho một cái cây kéo cắt cành hộp kính này, 70k thôi, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok đó. Đây, ở đây em nhà em cũng đang dùng một con này, con này em dùng khoảng tầm hơn một năm nay rồi, dùng vẫn rất là chất lượng luôn. Đấy, em đang dùng này, hiện tại nó đang rỉ sét hết rồi này. Đấy, nhưng mà cắt vẫn rất là ngon. Cái này em đang ít dùng nhá, các bác dùng nhiều nó càng dùng nó càng bóng càng đẹp. Đây em sẽ cắt bác xem con này, là hiện tại em đang cắt cái cành này, thân tre luôn này, cực kỳ sắc bén này, các bác nhìn này, có thấy không? Cắt rất nhẹ nhàng nhá, bấm rất nhẹ nhàng cái phần đầu mặt này, em cắt phát một luôn này. Đấy, có thấy không? Các bác nhìn cái phần đường cắt này nó đi rất là mịn nhá. Đấy, không như cái dòng kéo thường là nó bị nhai kéo, nhưng con này cắt rất là mịn và rất là ngọt, dễ cắt này. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây. Con này cắt rồi là tỉa cành tỉa lá ok cho luôn nhá. Đây, rúm rồi, rúm luôn này, cắt luôn này. Đấy, thấy không? Sắc bén cực kỳ nhá. Đây những cái cành nhỏ các bác tỉa này. Quá sắc bén luôn. Đây. Đó, thấy không? Sắc bén cực kỳ, dễ cắt lắm. Đây, rúm cả nhú cắt luôn này. Đó, thấy không? Cắt cực kỳ ngọt nhào nhá. Đấy. Thân thiết là cắt phát một luôn nhá, không có gì phải ngại con này. Sắc bén cực kỳ, dễ sử dụng lắm và cái thao tác rất là dễ dùng. Đấy, bấm cái tự động nó mở nhá, còn các bác khóa bình thường.
bấm cái tự động nó sẽ mở ra luôn. Kéo con này là dỉ nhà này em dùng thi thoảng em dùng cái dỉ nhà nó cắt vẫn rất ok nhá. Đó, rồi. Lên mã anh em sẽ là cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá. Bên em đang bán một cây kéo cành hộp kính này là 70 một cây nhá, 70k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bộ bản lề 5 châm này. Lên mã em sẽ là cái bộ bản lề 5 châm nhá. Cái bộ này dùng hay lắm. Về thì hiện tại thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ gồm có làm hai cái bản lề và đi kèm là ốc vít cũng như là mình miếng dính, thì về các bác có thể bắt vít hoặc các bác có thể dính được. Thì đây, cái miếng bản lề là nó có tích hợp cả nam châm từ tính nhá, hít cực kỳ chặt này, đây hít rất chặt nha. Đó, đây con nhìn này, đó hít rất chặt. Bình thường nếu các bác lật nha, không lật luôn, chặt lắm. Các bác phải rút cái vải chéo ra thì bắt đầu nó mới ấy được đấy không? Em để nhẹ cái hít này, đó đây không, hít rất chặt luôn. Nó là giống giọng cái dòng bản lề nam châm nhá. Đấy, bản lề nam châm hút rất là chặt. Đấy, giá đạo lý lắm. Bên em đang bán lẻ một cái bộ bản lề nam châm như này với giá là 15k một bộ nhá. 15k một bộ. Lên mã em sẽ là bộ bản lề nam châm. Đấy, bản lề nam châm. Giá em đang bán là 15k một bộ nhá. 15k trên một bộ. Và yêu cầu các bác là lấy từ 3 bộ trở lên. Đấy, 3 bộ trở lên nhá. Đấy, 3 bộ là 45k. Nói chung là bên em bán được combo là 3 bộ bản lề nam châm nhá. 3 bộ bản lề. 3 bộ bản lề nam châm với giá là đi 45k nhá, 45k. Đấy, hàng đi kèm nó có cả ốc vít các thứ đầy đủ này. Thì về là các bác cứ bắt vào cái cánh tủ, những cái phần cánh tủ nó hay bị dơ bị hở này, các bác bắt vào để khi mà đóng thì nó sẽ sập kín hơn. Đó, rất là dễ dùng. Đây các bác cùng xem một thực tế với video về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn này. Đấy. Đây nhá, đây bình thường sẽ như này. Đấy, khi mà các bác lắp vào này, đấy nó sẽ tự động hít cái cánh cửa bác vào, nó sẽ chặt hơn nhá. Đấy, nó sẽ chặt hơn. Cánh cửa, cánh tủ, ngăn kéo các thứ ra, nói chung là những cái dạng cửa kéo các thứ, cửa kéo, cửa đẩy á, đấy, cửa lùa ấy, là các bác lắp vào rất ok vì nó có cái phần nam châm nó hít rất là chặt. Đấy, đây. Trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đó, có thấy không? Thực tế về sản phẩm dùng rất là hay nhá. Tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Bên em sẽ bán được combo là 3 bộ bản lề nam châm. Lên mã em sẽ là combo 3 bộ bản lề nam châm nhá, bao gồm là cả ốc vít đầy đủ bên trong rồi luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào là rất dễ dàng lắp đặt thôi. 45.000 cho cái combo 3 bộ bản lề nam châm nha. Đấy, 3 bộ nha. Là 45k nhá. Đấy, về các bác lắp vào là những cái phần cánh tủ, cửa tủ, ngăn kéo nó không bị, nó không được khít nhá. Các bác lắp vào để khi mà đẩy vào nó sẽ hít vào, nó sẽ chặt hơn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là một cái mã hàng rất là hay, đó là dành cho bác nào mà hay đi tập thể dục thể thao này, đạp xe các thứ này. Nói chung là cứ chơi thể dục thể thao, các bác nên mua cho em một cái túi này rất là tiện luôn. Đấy, nó là cái dạng túi thể thao để về các bác đeo vào bên hông của mình. Đấy, thì các bác có ví dụ như là mình đi chạy, đi tập thể dục thể thao mà các bác vẫn cần để mang điện thoại hoặc là tiền nong, chìa khóa ra đi thì mang, các bác mang này đi để các bác bỏ những cái đồ vật của mình vào nhá. Đấy, và ngoài ra cái túi này nó còn một cái bên hông nữa để các bác có thể dắt vừa một cái chai nước vào đây cho em. Đấy, nó có phần hông này để có thể dắt vào một cái chai nước vào đây nhá. Đấy, và cái phần thun này sẽ là phần thun cạp chun, nên là khi mà các bác đeo phần hông nó sẽ cạp rất là chặt. Đấy, phần đây là phần khóa cài này, đầy đủ cho em luôn nhá, thao tác đóng mở nó rất là dễ. Đấy, khóa cài lẫy cài luôn. Đấy, và đeo nó rất là êm, lịch sự mà đẹp mà chất lượng nhá. Đấy, các bác để những cái đồ điện thoại, đồ nhỏ lặt vặt để khi mà mình đi chạy bộ các thứ ra, mình cầm đôi khi nó vướng, hoặc đạp xe các thứ, tập thể dục thể thao đôi khi nó vướng thì các bác bỏ vào cái túi này, sau đó các bác đeo cái hông vào nhà mình là xong. Giá anh em đang bán một cái túi túi thể thao này, lên mã em sẽ là túi thể thao. Bên em đang bán một chiếc túi thể thao này với giá chỉ có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là túi thể thao này. Đấy, túi thể thao. Giá em đang bán là 30.000 cho một chiếc túi thể thao này. Đấy, giá chỉ có 30k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm, tiện. Nói chung là các bác tập thể dục thể thao nhiều nên có một chiếc túi này nhá. Đấy, mình để đồ đạc, những cái đồ lặt vặt đây để mình mang đi tập thể dục thể thao nó tiện. Ở đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ai hay đi chạy bộ leo núi đạp xe thì phải có ngay cho mình một chiếc túi đeo bụng này ngay đi nhé. Nó vô cùng nhỏ gọn lại cực kỳ hữu dụng đấy. Nó có thể dùng được điện thoại, tiền mặt, chìa khóa và nhiều thứ khác nữa đó. Ai hay đi chạy. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy. Đấy, thấy không? Đựng tiền, đựng nong, điện thoại các kiểu cho em luôn này. Dùng tiện vô cùng, có nhá. Đấy, đây. Đấy. Có đeo vào bụng này, để đồ để đạc các kiểu luôn này, xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy, để bên hông bên hiếc này để được cả chai nước luôn nhá. Đấy, chạy bộ đi biết ngon lành luôn. Đấy, rất ok. Lên mã em sẽ là túi thể thao nhá, chiếc túi thể thao.
Bên em đang bán một chiếc túi thể thao này với giá sẽ là đi 30k một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc túi thể thao nha, 30k thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái đầu tưới cây nhỏ giọt này. Bên bác em sẽ có đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, cái này dùng tiện lắm. Đó. Đây. Thì bộ sản phẩm nó sẽ gồm có như này nhá. Sẽ gồm có là một cái đầu như này, đi kèm là một cái này là cái phần van này, cái van nhá thì rất là dễ dàng dụng luôn về các bạn lắp đúng không chưa? Đấy, sau đó là cái phần này các bác có cái chai nước các bác xoáy vào. Đấy, và các bác bơm nước vào trước, sau đó các bác xoáy cái này vào và cái phần này nó nhọn để các bác cắm xuống trực tiếp vào đất, và khi mà nước nó xuống thì các bác mở cái van ra xem, mở van. Thì cái van này các bác có thể điều chỉnh nhá, điều chỉnh xem nước nó ra nhiều hay ít, ra mạnh hay là ra yếu, các bác điều chỉnh ở cái van này nhá. Các bác xoáy cái van ra xem là xong, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Cái này trong trường hợp ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi chơi lâu ngày không thể tưới cây được thì các bác dùng sẵn một cái chai nước to to các bác cho vào đây. Cái gen này của nó là những cái gen phổ thông, ví dụ như là chai nước Coca, chai lít rưỡi, chai Lavi, chai nhỏ, chai to là được hết luôn. Vì cái gen này là cái gen phổ thông mà, cái gen theo tiêu chuẩn quốc tế bạn. Nên là những cái chai đồ nhà mình có thể là xoáy vừa thoải mái nhá. Bên em chỉ bán kèm nguyên cái này thôi, không có bán kèm chai nhá. Bán chỉ mỗi cái đầu nhỏ giọt thôi, không bán kèm chai. Chai này về các bác có ở những nhà mình là có những cái chai thừa, thứ là các bác tận dụng vào là ok. Đấy, cho các bác đi du lịch lâu ngày này. Bác nào mà hiện tại mà kiểu là bận rộn không thể tưới cây thường xuyên được thì bác mua cái này về nhỏ giọt, nó sẽ tưới liên tục nhá. Đấy, tưới liên tục thì các bác cứ đong đầy nước thôi, các bác để xong rồi các bác chỉnh van nước nó ra từ từ thì ra có khi cả vài ngày các bác phải thay nước một lần cơ. Đấy, vì nó chảy rất là lâu, nó chảy theo dạng nhỏ giọt mà, nên chảy rất là lâu luôn. Đó. Rồi lên mã em sẽ là cái tưới cây nhỏ giọt. Bên em đang bán một cái đầu tưới cây nhỏ giọt này với giá là 10k một chiếc nhá. 10k. Đấy, đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. Giá em đang bán một chiếc là 10.000 cho một chiếc đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. 10.000 một chiếc thôi. Đấy, còn đây cả bịch đây. Đó, các bác có thể mua theo số lượng nhà đó các bác nhá. Đấy, thì em bán cho bác nhá. 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc đầu tưới cây nhỏ giọt, và yêu cầu bác là lấy là từ 3 chiếc trở lên nhá. Yêu cầu bác là lấy từ 3 chiếc trở lên, 10.000 một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm nhá. Đây. Các bác cùng xem này. Đó. Đấy, đấy ví dụ các bác có những cái chai nước này. Đây. Các bác có những cái chai nước này. Đấy các bác điều chỉnh nha. Đấy các bác cho nước vào nha, xong các bác điều chỉnh cái van nước nó chảy này, có nhìn không? Đấy, van nước nó chảy ra ít ra nhiều thì tùy nhu cầu, đấy là các bác điều chỉnh. Đấy, còn có cái đầu nhọn là các bác cắm nó xuống. Đấy, xoáy nó vào cái chai nước, sau đó các bác cắm nó dốc ngược lại. Đấy, có thấy không? Dốc ngược lại kia. Đấy, châm cho em mấy cái lỗ ở trên cái phần thân chai để nó nước nó chảy nó sẽ ra đều hơn. Đó, thấy không? Rất là dễ dùng, dễ sử dụng và lắp đặt. Đấy, đặc biệt các bác nào đi công tác lâu ngày xa nhà không tưới cây nước được, hoặc là các bác bận rộn không thể sử dụng tưới cây được thì các bác mua cái bộ này về dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, hoặc các bác nào đang ở chung cư có thứ rồi nhà chật mình tưới cây đôi khi nó ướt át thì mình mua cái này về mình cắm vào là xong. Chai thừa thì nhà cũng có rồi. Đấy, tận dụng một cái chai thừa các bác lắp vào cái là dùng thôi. Đấy, 10k một chiếc nhá, và yêu cầu các bác là lấy từ 3 chiếc trở lên. Giá em đang bán là 10.000 một cái đầu van tưới cây giọt nha. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn anh bác luôn một số các mã hàng nhà bếp này. Đấy, tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái cây dao thái của thương hiệu Seki Japan nhá. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ hàng của thương hiệu Seki Japan. Con này thì bán khá là nhiều mà giá nó bình dân lắm. Giá tại em đang bán một cái cây dao thái cán gỗ của Seki Japan này giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 một cây, sắc bén vô cùng luôn mà dùng thích lắm. Con này về các bác lọc thái cho em thì chấm hết rồi. Đấy, lọc thái, thái thịt, thái thiếc rồi là các bác lọc thịt, lọc thiếc rất ok. Sắc bén cực kỳ nha anh em nhá. Test dao bác xem luôn này. Đấy, con này thì nói chung là bao dùng bao xài đi. Đấy, sắc bén lắm con nhá. Đây con nhìn này. Kinh khủng không? Đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Đấy, xía phát nào là phát đấy luôn. Cực kỳ sắc bén luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, có thấy không? Sắc bén dã man luôn. Đó, đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Đấy, cứ dọc phát nào là phát đấy luôn. Sắc cực kỳ luôn đấy. Giá em đang bán chỉ có 60k một cây thôi. Đấy, 60k nhá. Đó. Có thấy không? Dao nó bị nhầy này, sắc kinh khủng khiếp luôn. Đấy, các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân. Đấy, hàng đúc liền thân. Tay cầm của nó thì có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán nhá, cực kỳ xịn luôn này. Đấy, ốp gỗ hai bên luôn này, ba đinh tán nhá, chắc chắn. Hàng liền thân yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó bền. Đấy, dùng nó bền mà không lo nó bị long chui long cán nhá. Hàng vẫn còn mới nguyên trong vỉ này. Hàng dao của Nhật, Seki Japan của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn. Rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ. Bên em đang bán một con dao thái cán gỗ này với giá chỉ có là đi 60k thôi. Đấy, dao thái cán gỗ. Dao thái cán gỗ nhá. Đấy, 60k một cây. 60.000 cho cây dao thái cán gỗ hàng của Seki Japan nha. Rồi em cũng quay luôn bác lên luôn bác, đó là cái cây mài dao ba khe. Lên mã em sẽ là cây mài dao ba khe. Con này thì hàng của Asaka Japan. Đấy, về thì các bác mài dao
những cái dòng dao các thứ ở nhà gia đình nhà mình, đôi khi mà các mài đá các thứ là thì nó rất là mất thời gian, mà nó mình mài đôi khi là nó mất công đấy. Thì các bác mua cái con mài dao này về mài tiện lắm đấy. Con này thì nó sẽ có là ba cái rãnh mài, thì nó sẽ có đánh số luôn, 1 này 1 2 3 này, thì các bác cứ mài lần được cho em từ 1 này sang đến 2 và sang đến 3 là các bác đã hoàn thành xong cho em là 3 bước mài dao. Đấy là dao các bác là thái ok luôn đấy. Các bác chỉ việc sau đây các bác tuốt này, sau đây các bác miết này, các bác tuốt này đấy, tuốt các bác miết dao xuống các bác tuốt này, cứ thế rồi tuốt các thái là dao sắc bén, thái ngon lành luôn. Cái con này thì các bác yên tâm đi, bao dùng bao xài luôn, thái cực kỳ thích luôn đấy, thái thích lắm đấy, mà dùng ok lắm, mà giá hợp lý đó. Bên em đang bán với cái cây mài dao ba khe này với giá sẽ là đi 40.000 một cây nhá, 40k. Lên mã em sẽ làm mài dao ba khe đấy, mài ba khe nhá, 40k một cây. Thì các bác có thể mua kèm cùng với con dao để về các bác có cái đồ mài luôn đấy, vừa có dao vừa có mài, tiện tiện công mua luôn, mà dùng thích lắm. Dao thái căn gỗ là 60.000 một cây nhá, còn cây mài ba khe thì là 40k đấy, tùy nhu cầu mà các bác mua coi nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác có thể lấy lẻ hoặc lấy cả bộ được. Nói chung là theo em thì các bác nên lấy cả bộ vì giá nó hợp lý, chỉ có cả 100.000 vừa dao vừa mài, chỉ có 100k thôi đấy, tiện công lấy luôn. Dao thái là 60.000 nhá, sắc bén cực kỳ luôn, lọc thái ok luôn, cái này bán nhiều không? Rồi tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái vỉ đũa Nhật này. Lên mã em sẽ là cái vỉ đũa Nhật nhá. Đấy, vỉ đũa Nhật 10 đôi, hàng xịn cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, vì này là vì đũa Nhật 10 đô nhá. Nhiều bác hỏi là đũa này có đẹp không, thì em nói luôn là đũa này anh em cũng đang dùng thực tế luôn, em dùng ở tầm hơn một năm nay rồi, dùng thích lắm. Đũa này thì chất liệu sẽ là sợi thủy tinh nên là có yên tâm là dùng nó không lo nó bị nấm mốc và nó bị cong vênh, không như những dòng đũa gỗ các bác dùng đôi khi là dùng nó bị nấm mốc cong vênh, như con này dùng ok luôn. 10 đô nhá, một vỉ là 10 đô. Đấy thì các bác về thay thế những cái đũa gỗ nhà mình đi, dùng đôi khi nó mốc miếc thứ này, dùng nó ảnh hưởng sức khỏe nhá, như mua con này dùng ok luôn, không lo nấm mốc mà không lo cong vênh, mà dùng nó sạch sẽ đấy, mà nó đẹp chất lượng. Đây coi nhìn này, đũa cực kỳ đẹp nhá, hoa văn họa tiết cực kỳ đẹp. Nhiều bác hỏi là đũa này có trơn trượt không, yên tâm đi, đũa này thì gắp thoải mái, là cứ gắp miếng nào là trúng mấy đấy luôn, không lo trơn trượt nhá, bao dùng bao xài luôn đấy, các bác có thể dùng thoải mái, bảo hành bác luôn. Đũa này dùng không ngon thì cho bác trả lại luôn nhá, yên tâm đi, đũa này em bán nhiều mà dùng ngon lắm, bán nhiều bán kinh khủng luôn đấy, bán nó không biết bao nhiêu vỉ rồi. Giá hợp lý rồi em báo giá luôn nhá, lên mạng em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đô này. Đũa Nhật 10 đô nhá, đũa Nhật 10 đô. Bên em đang bán một vỉ đũa Nhật 10 đô này với giá chỉ có 40k thôi. Đấy, 40.000 cho một vỉ đũa Nhật 10 đô nha. Đấy, 40.000 thôi nhá. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái con máy xay mini này. Lên mã em sẽ là cái con máy xay mini nhá. Đấy, con này gì dùng thì rất ok nhá. Đấy, về bác xay thịt, xay cá, xay rau củ quả, xay những cái đồ nhà mình nhá, dùng tiện lắm. Đó, đây, con máy xay mini dùng thích cực kỳ luôn. Về bác xay tỏi, con này nó là chạy bằng pin nên là dùng rất là tiện, hết pin thì các bạn lại cắm sạc vào, thì đi kèm thì nó sẽ có là một cái cọng dây cáp sạc này, thì khi mà về dùng thì các bác cắm một cái nguồn 5V 2A, các bác có những cái có cái củ sạc điện thoại này mình là các bác cắm sạc vào cho con này ok. Đấy, đây cắm sạc vào đây, hết pin các bác cắm sạc đây là dùng thôi nhá. Đấy, và đây đây là nút bấm này. Đấy, máy chạy khá là êm và rất là khỏe nhá. Con này các bác xay rau củ quả, xay cà rốt các thứ ok, xay ớt xay tỏi cực kỳ ngon luôn. Đấy, các bác mở nha, sau đó là các bác để những cái đồ các bác cần xay vào đây. Đấy, để cái đồ các bác cần xay đây và các bác đậy nắp này vào, lắp cái cối nó các bác bấm nút là dùng thôi, dùng tiện cực kỳ. Và hàng này là hàng ba lưỡi nhá, hàng ba lưỡi nên khi bác xay rất là nhuyễn và đều. Đấy, hàng ba lưỡi đó, cực kỳ chất lượng luôn này đó, dễ dùng dễ sử dụng và dùng nó ok. Đấy, tiện tiện nha, không cần phải dây dạo lằng nhằng, nó chạy pin mà không cần phải dây dạo lằng nhằng, thì hết pin các bác cứ sạc vào là dùng thôi, tiện lắm. Đấy, giá em đang bán một cái máy xay mini này với giá là đi giá là 80.000 một chiếc nhé, 80k. Lên mã em sẽ làm máy xay mini này, máy xay mini, xay tỏi xay ớt, máy xay mini. Giá sẽ là 80.000 thôi, 80k nhé. Con này bữa trước đang bán 100.000 đấy, đợt này đang giảm giá rất là dễ mua luôn, chỉ có 80.000 thôi. Đây các bác cùng xem thực tế video về em test sản phẩm thực tế này. Đây các bác cùng xem này. Giờ này còn con tỏi bằng tay à? Xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Đây xay tỏi là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay luôn là cà rốt nhá. Đấy các bác cùng xem xay cả cà rốt xem nó nhuyễn không nhá.
Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, xay một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Cái này trước em đang bán là 100.000 nhá, đợt đang giảm giá có 80.000 thôi. Đấy, đây mã em sẽ làm máy xay mini nhá, giá em đang bán là 80.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp thuốc ngứa nhá, lên mã em sẽ là thuốc ngứa này, nhiều bác hỏi lắm này, đó thuốc ngứa, thuốc trị hắc lào, lăng ben rồi là nấm ngoài da các thứ nhá, rất ok luôn. Thuốc này thì bao dùng bao xài đi, đấy rất là nhiều bác dùng và phản hồi rất ok rồi. Đấy, hàng thì hàng chuẩn chính hãng này, các bạn nhìn này, tem nó bóng luôn này, đấy, hàng xịn nhá, hàng chất lượng luôn. Một tuýp này là được 15g. Đấy thì các bác mua về là có bôi thôi, nó là dạng kem bôi. Bôi vào cảm giác nó mát mà nó dịu đi luôn. Đấy, các bác mà đang ngứa ngáy cái thứ là bôi vào cảm giác nó dịu cơn ngứa luôn. Cái này là bản thân là người nhà em cũng ngứa này, nhiều người nhà em cũng dùng rồi mà. Nên là cho phản hồi ý kiến rất là tốt này. Đấy, mua về bôi về rất là nhạy luôn đấy. Đấy, có bác mà mua một hộp về dùng thử, lần sau quay lại bảo là lấy luôn cho tôi 10 hộp luôn. Đấy, vì bán nói chung là dùng thích quá coi nhá. Đấy, hiệu ông già này. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc trị ngứa, trị nấm, hắc lào, lăng ben các thứ cho em nhá. Bên em bán thì giá bình dân thôi, 20.000 đồng một tuýp nhá. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc ngứa 20k cho một cái tuýp thuốc ngứa nha. Đấy, giá chỉ có 20k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm chung ok. Một tuýp này là được là đi 15g nhá. Một tuýp là 15g thuốc trị ngứa ngáy hắc lào lăng ben. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng cực kỳ tốt luôn đấy, nhạy lắm. Đó. 20k nhá các bác nhá, 20k. Rồi. Tiếp theo thì em lên luôn mã cho bác là cái thuốc trĩ này, cũng rất là nhiều bác hỏi này, thuốc trĩ nhá. Để về các bác bôi trĩ cũng là dạng thuốc kem bôi. Con này cũng hiệu ông già luôn nhá, hiệu ông già luôn này. Đấy, thuốc trĩ này, thuốc trĩ này. Dicitamin này. Đấy, thuốc trĩ trĩ nhá, hiệu ông già. Thuốc trĩ thì một tuýp này thì sẽ được là đi đây con đợi chút. 20g, một tuýp là được 20g này. Đấy, một tuýp là được 20g nhá. Đấy, rất ok luôn. Một tuýp là được 20g. Dùng xịn cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, nó cũng là dạng kem bôi thì về các bác mở ra là các bác bôi thôi. Đây nó vẫn nguyên siêu này. Về các bác cậy ra là các bác bôi có thế thôi. Dùng rất là dễ nhá. Bôi trĩ, bôi trước các thứ cho em rất ok. Rồi lên mã em sẽ là thuốc trĩ, em bán bằng giá thuốc ngứa luôn. Đồng giá cũng 20k. Lên mã em sẽ là thuốc trĩ nhá. 20.000 cho một cái hộp thuốc trĩ nha. Thuốc trĩ này. Đấy, thuốc trị trĩ nhá. 20k nhá. 20k cho một thuốc trĩ nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn các mã hàng, đó là cái bộ ví hồng này. Lên mã em sẽ là bộ ví hồng. Bộ ví hồng thì bộ này về các bác bấm móng tay, móng chân các thứ, lấy da tai rồi là nặn mụn rồi là cắt kìm cắt lấy da chết nhá, xịn cực kỳ luôn. Đây. Bộ này các bác dùng cho em cả gia đình luôn. Dùng cho người già, trẻ em, dùng cho đàn ông, đàn bà rồi là các kiểu luôn, dùng cả gia đình, nói chung là dùng cả gia đình. Đấy, đàn ông thì dùng những cái bấm móng tay thứ này, lấy da tai này, đàn bà thì hay dùng những cái rũa chiếc để rũ móng tay này rồi là kìm cắt lấy da chết, díp chiếc này. Đấy, nói chung là dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn nhá. Bộ này các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng thì hàng rất là đẹp, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đấy, hàng có khóa lẫy đầy đủ luôn, dùng xong cái bấm tạch cái vào là toàn bộ là các chi tiết ở trong hết luôn, không bị rơi vãi linh tinh. Đấy, dùng xong rồi các bác dùng thì các bác lấy ra, không dùng các bác lại đậy vào cất đi, rất ok. Đó, lên mã em sẽ là bộ ví hồng rất là đẹp nhá, gồm rất là nhiều những cái phụ kiện để các bác làm móng, làm nail, cắt móng tay, lấy dây tai các kiểu luôn nhá. Giá thì bình dân rồi, đợt này đang giảm rất tốt luôn. Lên mã em sẽ là bộ ví hồng, bên em đang bán một bộ ví hồng này với giá là đi 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, 60.000 một bộ ví hồng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái dây cọ lưng silicone này. Lên mã em sẽ là dây cọ lưng nhá. Đấy, nó là dạng dây bằng silicone. Đấy, các bác dùng để các bác vắt về đằng sau lưng mình, sau đó các bác cầm hai cái này các bác giật các bác cọ này. Đấy, dùng để kỳ cọ lưng rất là sạch luôn nhá. Ở đây, ở trên cái phần thân này nó có những cái phần gai. Đấy, vừa kỳ cọ sạch hết ghét này, hết bẩn này, vừa massage đấy, khu vực lưng nữa các thứ. Nói chung là các bác cái này không những là kỳ lưng, các bác có thể kỳ đa năng, kỳ chân, kỳ tay, rồi là kỳ mọi chỗ trên cơ thể nhà mình. Đấy, dùng để mỗi lần các bác tắm là các bác có phụ kiện này, các bác kỳ lưng, kỳ cọ người ngậm cho sạch sẽ ok nhá. Đấy, thì các bác cứ đổ xà bông vào đây, sau đó các bác vắt lên chỗ nào các bác cần kỳ, các bác cứ cầm được hai tay các bác cầm này, các bác kéo này, dạng silicone nên nó co giãn rất là tốt nhá. Đấy, co giãn giật thoải mái luôn các bác nhá, giật thoải mái luôn đi. Rồi lên mã em sẽ là cái dây cọ lưng, bên em đang bán một cái dây cọ lưng này với giá là đi 20.000 một dây nhá, 20.000 một dây. Lên mã em sẽ là dây cọ lưng này, 20k cho một cái dây cọ lưng này nhá, 20.000 một dây thôi. Đấy, 20.000 một dây, dùng thích lắm. Đấy, vừa kỳ cọ vừa massage,
có những phần ga này. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra sờ là các bác thấy thích rồi này. 20k một giây nhá, giá hạt rẻ mà dùng rất ok. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm nhá đây. Đấy, kỳ cọ lưng cho em rất ok luôn. Đó, bơm tí sữa tắm thứ vào các bác kỳ này, sạch sẽ ok luôn. Kỳ chân, kỳ chiếc, kỳ lưng, kỳ mọi chỗ luôn nhá. Đấy, dùng xong lại chuội qua nước cái là sạch sẽ ok luôn. Khô ráo ngon này. Đấy, kỳ cọ lưng các kiểu luôn nhá. Đấy, ok cực kỳ luôn. 20k thôi nhá, 20.000. Đấy, đôi khi các bác dùng tay các bác cọ kỳ cọ lưng nó hơi khó, không thể dùng được lâu. Các bác mua cái này về các bác kỳ cọ lưng là ok. 20k cho một cái dây cọ lưng. Đây mã em sẽ là dây cọ lưng hoặc kỳ lưng. Dây nhá, cái này là dây, mã là dây. 20k một dây. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bột thông cống này. Lên mã em sẽ là cái bột thông cống nhá. Cái này nó là dạng bột các bạn, dạng bột. Đấy, dạng bột nhá. Thì về thì rất là dễ dùng thôi. Về các bác lắc đều ra, sau đó là các bác mở nắp ra và các bác cứ thế là các bác đổ vào trong cái cống như mình nhá, đổ vào trong cái cống như mình nhá. Hiện tại bị tắc hoặc là cống của nhà bác bị mùi các thứ rồi. Nói chung là con này nó đa năng, khử mùi này rồi là diệt khuẩn này rồi là làm thông tắc cống này. Đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy, bột thông cống, lên mẹ em sẽ là bột thông cống nhá, là dạng bột. Về chỉ việc đổ vào, xả cho em ít nước vào đấy nhá, xong rồi các bác đổ vào, đổ vào các bác cứ ngâm. Ví dụ các bác ngâm qua đêm được cho nó phân hủy hết những cái chất các thứ cặn bã ở trong cống này, xong rồi nó sẽ thông tắc cống nhá. 20k nhá, lên mã em sẽ là bột thông cống này, bột thông cống. 20.000 trong hộp lọ bột thông cống này, 20.000 thôi. Đấy, hàng của nó vẫn còn nguyên trong cái siêu ấy này thôi, em không bóc thôi nhá. Đấy, 20k một cái hộp bột thông cống này, dùng ok lắm. Đấy các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Nghĩ nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhá. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, đây là thực tế về cái sản phẩm bột thông cống nhá. Giá mình đang bán là 20.000 hộp như này. Đấy, 20.000 hộp, hộp nhiều lắm. Đấy, đầy ự luôn. Một hộp này như là của nó như mấy trăm gram đấy. Đấy, 20k một hộp bột thông cống nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bạn, đó là cái lọ hộp keo nắp cam này, vỉ keo nắp cam cái hàng của Thái này, dùng xịn cực kỳ luôn. Hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái Lan. Đây, hàng made in Thái Lan. Đó, về các bác dán đa năng nhá. Cái này các bác dán đa năng lắm. Các bác dán cái đồ trang sức này, đồ nhựa này, đồ gỗ, đồ sành sứ rồi là đồ sắt các thứ cho em thoải mái luôn. Bên em sẽ bán theo vỉ nhá. Một vỉ này thì sẽ gồm có là 5 típ này, 2 4 5. Đấy, 5 típ và bên em đang bán với các một mức giá thì vô cùng hạt rẻ rồi. 5 típ keo nắp cam. Đấy, 5 típ keo nắp cam nhá. Là một vỉ nhá, là một vỉ đấy. Đấy là một vỉ keo nắp cam nhá. Một vỉ keo nắp cam này sẽ gồm là 5 típ nhá, 5 típ với giá là đi 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Giá hạt rẻ, các bác mua 5 típ này về dùng cả năm luôn. Về dán các kiểu lại đồ sành sứ này, đồ trang sức này, đồ nhựa này, đồ gỗ này, đồ sắt siếc theo ok luôn. Hàng made in Thái Lan. Đấy, xịn cực kỳ luôn. Vỉ keo nóc cam một vỉ là 5 típ nhá. Một vỉ 5 típ bên em đang bán giá sẽ là 30.000 thôi. 30k. Giá còn là giá hạt rẻ. Giá siêu hạt rẻ luôn đấy. Dễ mua. Mà mua về bác dính đa năng. Mà cái dòng này dính nhanh khô lắm, mà dính nó không bị cứng như cái dòng 52. Năm nay đôi khi bác dính nó hay bị đông cứng mà nó khó dính. Con này dính các bác dính rất ok. 30.000 một vỉ keo nóc cam 5 típ nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng đó là cái này là cái cút nối điện này, cút nối điện nhanh nhá. Đấy, về các bác hay phải đấu nối dây điện thứ giờ thì các bác mua cái cút nối điện này về các bác nối này. Đấy, đỡ phải băng dính băng đồ rồi các bác cứ phải uốn dây thứ cho nó chặt vào thì các bác mua con này về dùng tiện lắm. Đấy, về các bác đấu nối dây điện vào. Con này thì nó sẽ có là hai màu hai cái cực dây, là ở đây nó có thiết kế là rất là thông minh, là hai màu luôn để các bác, ví dụ các bác có chia cực ra cũng được. Đấy, ví dụ mình đấu những cái điện là điện một pha, điện 12V ấy. Đấy thì các bác có thể là phân cực ra là cực âm cực dương bằng cái cách có phân biệt màu, hoặc là điện là đôi khi là điện xoay chiều, điện xoay chiều thì các bác cũng có thể dùng cái kiểu nha. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu vì nó cũng có phân biệt rõ màu như này mà. Đấy, và rất là dễ dùng thôi. Về đây bác chỉ việc là mở cho em cái nắp ra này, mở ra. Đấy, mở ra nhá. Sau đó là các bác đút hai cái dây này vào và các bác sập vào. Đấy, các bác đấy không nghe kêu không? Kêu anh tạch cái nhá. Nó mà ngậm vào gì các bác giật bằng rời, giật thoải mái cho em đi, không là nó rơi luôn. Giật chặt chặt cực kỳ luôn nhá. Đấy. Giá điện rẻ nữa, rồi bên em đang bán một cái
Một cái cút nối điện này với giá là 5k nhá, 5k thôi. Đấy, 5.000 cho một cái cút nối điện này. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 chiếc trở lên nhá. Đấy, yêu cầu các bác lấy là từ 5 chiếc trở lên. Còn em đang bán lẻ một chiếc là 5k. Đây. Cút nối điện nhá. Lên mã em sẽ là cút nối điện này, cút nối điện. Một chiếc là 5k. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 chiếc trở lên nhá. Đấy. Bán từ 5 chiếc trở lên, còn bán dưới là bên em không bán đâu vì giá là rẻ, là cái này gọi là anh em bán thêm với bác thôi. Chứ còn giá thì không có lãi đâu ạ, vì cái này nó rất là rẻ rồi, nó chỉ có 5.000 thôi mà về dùng rất là tiện nhá. Đó, về các bác đấu nối dây điện dùng dễ, mở cái phần nắp này ra, đút hai cái dây này vào, sập cái vào là xong, chắc cực kỳ luôn. Đó, ok. Cút nối điện 5k một chiếc, bán từ 5 chiếc trở lên. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác mang hàng đó là con máy cạo râu Zando này. Lên mã em sẽ là cái con máy cạo râu Zando nhá. Con này thì dùng chất lượng mà giá nó hợp lý này. Về các bác mua về để cạo râu ở giếc các thứ rất ok. Đây, sản phẩm hàng vẫn còn nguyên trong hộp này. Hàng chính hãng của Zando nhá, xịn cực kỳ luôn, giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Bên trong là còn đựng trong một cái hộp nhựa nhá, đóng gói rất chắc chắn cẩn thận luôn. Đây, máy cạo râu Zando thân của nó thân nhôm nhá, cầm chắc cực kỳ luôn. Ở phần bên dưới là cái chân sạc, thì khi mà về các bác dụng các bác đẩy cái này cho em, các bác sạc trực tiếp cắm trực tiếp điện 220 là xong. Đó. Và các bác sạc một lần dùng chắc cả nửa tháng luôn đấy, dùng pin trâu lắm. Đó. Và khi mà dùng nó các bác mở nắp này ra. Và bắt đầu là các bác bật máy này. Cái đấy là các bác cạo thôi. Đấy, có thứ các bác cạo nhá. Các bác đi cho em sát tay vào. Đấy, đi sát vào nhá. Đi nó sát vào. Đấy, đi nó sát vào, gì nó đều tay vào. Đấy, gì nó đều tay vào. Các bác cứ dí cho em thoải mái đi, không lo nó bị đứt đâu. Đấy, con này nó có phần lớp màng bảo vệ mà, nó chỉ cái râu nó chọc bên trong nó đứt thôi. Chứ còn riêng da thịt các thứ là các bác đi thoải mái mà không lo nó đứt ra. Ngoài ra nếu mà các bác nào mà râu dài thì mình có thể đẩy cái phần tăng đơ cho em, đẩy lên. Đó, thì nó sẽ thò ra phần tăng đơ nhá, để các bác có thể là gạt cho em cái râu dài đi trước, sau đó là các bác dùng cái phần cạo râu rồi các bác cạo những cái râu ngắn đi. Đấy, rất tiện dụng luôn, có cả tăng đơ luôn nhá và có cả phần bàn cạo râu. Và con này có thể mở ra được này, rút ra để các bác vệ sinh cái phần bên trong đi. Đấy, khi thảo ví dụ lâu ngày các bác cạo nó bẩn đấy thì các bác dùng rồi các bác lấy cái bàn chải các bác cọ nó sạch sẽ là ok rồi. Con này thì hiện tại em đang bán với một cái mức giá gọi là siêu hạt rẻ luôn rồi, 90.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ là máy cạo râu bạc. Đấy, cạo râu bạc này, cạo râu bạc nhá, giá em đang bán là 90.000 một cây, 90k cho một con máy cạo râu bạc này. Đấy, mã sẽ là máy cạo râu Zando SCW301U. Máy cạo râu bạc nhá, 9.000 một con máy cạo râu bạc nha. Đấy, vì nó còn nó là màu bạc nên em lên luôn mã là máy cạo râu bạc. Nhãn hiệu hình ông già, thương hiệu ông già này, xịn cực kỳ mà dùng ok lắm. 90.000 một con nhá, có cả tăng đơ ở cạo râu luôn, cạo cực kỳ sắc bén nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, nghe tiếng cạo thấy thích này. Đây. Đó, đây không? Cạo các bác nghe tiếng cạo thấy thích rồi nhá. Nghe đi là sạt sạt luôn này. Đấy, cạo trắng sát chân luôn này. Đấy không? Trắng sát chân luôn nhá, cạo thích lắm. Đấy, thấy không? Trắng xóa luôn nhá. Đấy, thấy không? Các bác cứ đi đều tay em, đi đều tay mà các bác dí nó sát vào nhá, đi đều tay mà dí sát vào cho em là nó sẽ sạch nhá. Đó, thấy không? Cạo ngọt không? Quá dã man luôn. Trắng bau luôn nhá. Đấy, hai bên các bác nhìn khác hẳn nhau luôn này. Đấy, thấy không? Hai bên khác hẳn nhau luôn nhá. Rồi, lên mã em sẽ là máy cạo râu bạc nhá. Cạo râu bạc, bên em đang bán con máy cạo râu bạc này với giá sẽ là 90.000 một con nhá. Đấy, 90.000 một con máy cạo râu bạc này. Hàng chuẩn chính hãng, giấy tờ đầy đủ thứ luôn trong hộp luôn nhá. Dòng bàn chải Tantia Hàn Quốc này, lên mã em sẽ là bàn chải Tantia Hàn Quốc nhá. Một trong những hàng hiện tại bên em đang bán rất là chạy luôn. Đó. Sản phẩm từ Tantia hoạt tính Hàn Quốc, đánh rất là tốt vào răng, lông rất là mềm. Đó. Bên em có bán theo cả hộp và bán lẻ nhá. Các bác có nhu cầu mua nhiều thì mình có thể mua theo cả hộp, còn các bác mua ít thì mình cũng có thể mua lẻ về dùng cũng rất ok. Nói chung là giá là nếu mà là giá là rẻ mà các bác thấy ok thì mình có thể mua cả hộp về dùng dần được, 2-3 tháng thay một cái được, chả vấn đề gì, dùng cả nhà mình luôn. Đây, một chiếc bàn chải Tantia Hàn Quốc nhá. Đó, rất là xịn luôn, lông cực kỳ mềm. Con này nếu mà giá chuẩn đấy thì hiện tại thị trường đang bán một chiếc này là đang bán là vào là 36.000 là giá thực tế này. Đấy, như em mua lô thanh lý, hàng chất lượng nên là giá của nó rất là ngon luôn. Hàng Korea rất xịn nhá. Đây, đâu các bác xem chiếc này. Lông mềm lắm. Đấy, lông cực kỳ mềm, đánh không lo nó bị sưng viêm lại, nó bị lông nó cứng quá mà không dùng được nhá, yên tâm đi, hàng chất lượng, dùng ok luôn. Cái này em báo giá luôn nhá, nếu mà các bác mua lẻ một chiếc thì bên em đang bán một chiếc này với giá là đi 4.000 thôi. Đấy, 4.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là bàn chải than tre hoạt tính đó của Hàn Quốk, đang bán lẻ một chiếc thì sẽ là 4k. Đấy, bỏ qua cái giá 36.000 đi, bỏ qua luôn, 4.000 một chiếc nhá, 4k một chiếc. Đấy, đấy là giá lẻ nhá. Đây, lấy các bác lấy một chiếc, còn nếu mà các bác lấy theo nhu cầu nhiều, lấy theo một hộp thì một hộp này là 30 chiếc này, thì bên em đang để cho bác giá sẽ là đi
Bữa trước một hộp này bên em đang bán là 150, hôm nay bên em cũng xả kho bán anh luôn 100.000 nhá, 100k tính ra vào là chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi. Đấy, tính ra chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nói chung là theo em các bác nên mua cả hộp. Giá nó tốt mà các bác mua về dùng dần cũng được. Đấy, mua về tầm tháng 2 tháng thay một cái, mua về cả nhà dùng luôn. Hoặc bác nào mua về làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này. Thậm chí là các bác nhà có cửa hàng mua về bán lẻ lại được. Đấy, mua về bán lẻ cũng là có công rồi. Bình thường nếu các bác bán 15 hoặc là đến 10.000 một cái các bác vẫn cũng có công được các bác nhá. Đấy, còn đấy, giá thì như thế, 4k một chiếc và là bàn trải lẻ là một chiếc là 4.000. Còn nếu mà các bác mua cả một hộp thì là 100k nhá. Cả hộp này là 100.000 luôn này. Đấy, cả hộp chỉ 100.000 thôi. Giá tốt và sản phẩm dùng ok lắm. Lông mềm. Bàn trải than tre Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo em lên luôn các bác hàng đó là cái thước kẹp điện tử này, lên mã em sẽ là cái thước cây thước kẹp điện tử nhá. Đó, em báo giá luôn. 100.000 một cây, lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k cho một cây thước kẹp điện tử này. Đấy, hàng đựng trong một chiếc hộp nhựa rất chắc chắn luôn. Giá thì hợp lý nữa, 100.000 thôi. Nó có cả màn hình hiển thị và đi kèm thì có tặng kèm luôn các bác một viên pin luôn. Đó đây. Con sản phẩm rất chất lượng này. Đấy, con này thì chất liệu của nó là bằng nhựa kết hợp với carbon nhá, nên là rất là chắc chắn. Về thì dùng thì các bác nhớ giúp em là các bác rút cho em cái tấm seal pin này ra. Đấy, nhớ giúp em là phải rút ra nhá, thì trước nó mới lên, còn các bác rút ra nó không lên đâu. Đấy, không rút không lên đâu, phải rút ra. Rút ra này. Đấy, rút ra bắt đầu nó hiện số lên luôn nhá. Đấy, và bắt đầu là các bác đo. Đấy, ví dụ như em đo cái bút này. Đấy, các bác kéo ra này. Đấy, kéo ra nhá. Đấy, các bác ép nó vào này. Đấy, xem đo bao nhiêu. 16.3 mm này. Đấy, con này đơn vị đo của nó là mili nhá, mili. Đấy, mili. Rồi ví dụ như là các bác đo có lại nhỏ như là cái cọng dây sạc là xem nó to bao nhiêu này. Đấy, các bác đo này. 5.3 mm này. Đấy, số chiếc các thứ là nó báo đầy đủ ở trên cái màn hình hiển thị điện tử trên luôn nhá. Đấy, và trên cái màn hình này thì nó sẽ có là hai nút này, một nút là on à ba nút nhá, một nút là nút on off bật tắt này, dùng nữa bật lên không dùng tắt đi. Nút thứ hai là nút zero, nút xóa sạch này, nút thứ ba là nút mili, hai đơn vị đo là đơn vị mili và đơn vị inch nhá. Đấy, hai đơn vị đo. Đấy, thì các bác dùng đơn vị nào các bác bấm cái đơn vị đấy. Dùng nữa bật lên không dùng tắt đi, tiết kiệm pin nhá. Và đây là cái phần chỗ các bác thay pin. Con này nó sử dụng dòng mít cũ áo nên là các bác ví dụ như hết pin các bác vẫn có thể là mua ngoài thị trường, cái này nó bán rất là nhiều, hiệu sách các thứ người ta bán rất là nhiều nhá. Pin cũ áo rất là dễ mua rồi, dễ dàng thay thế và sử dụng. Đó. Và đi kèm này có tặng kèm luôn các bác một viên pin sẵn nha, để khi mà hết pin thì các bác vẫn có pin thay luôn. Đó. 100.000 một chiếc nhá. Đấy, bác nào mắt kém mua con này về nó ok này. Đấy, nhìn số chiếc nó nảy đầy đủ ở trên cái màn hình hiển thị trên này luôn, rất ok. Giá thì hợp lý nữa. Bên em đang bán một cái chiếc thước kẹp điện tử này với giá là đi 100.000 thôi, 100k, tặng kèm cả pin luôn nhá. Tặng kèm luôn cả một cái vỏ hộp nhựa đựng bên ngoài này. Đấy, để các bác đựng cái này vào nó tránh bị va đập, nó bị vênh thước ở nhà này. Đấy, thước kẹp điện tử nhá, 100k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng đó là cái ổ sạc cho điện thoại, những cái thiết bị sử dụng cổng USB và cổng Type-C này. Đấy, hàng của thương hiệu Apple, iPhone 13 Pro Max này, xịn cực kỳ luôn. Đây, con sản phẩm rất chất lượng nhá. Cái bộ này thì nó sử dụng nguồn trực tiếp là nguồn 220. Đấy, nguồn 220. Và cái nguồn vào của nó sẽ là DAC 100 đến 240V và output ra sẽ là DC 5V 3.1A nhá. Đó là nó sẽ có là hai cổng này. Bốn cổng, tất cả hai cổng chân Type-C. Đấy, chân Type-C là cái chân dẹt chân đời mới nhá, để các bác cắm nhiều những cái thiết bị nó hay dùng cái chân này này. Và hai cái cổng USB là cái cổng USB để các bác hay cắm những cái sạc vụ như là sạc điện thoại, rồi những cái thiết bị nó sử dụng cổng sạc USB sạc 5V là các bác có thể cắm ở đây cho em ok. Đấy, nó nhỏ gọn này, các bác là tiện ví dụ mang đi du lịch này, đi công tác đi chơi này, rồi là các bác để ở nhà đấy mình hoặc là mang đi chỗ làm mình bỏ trong túi trong cặp, nó cũng rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, vừa một cái bàn tay thôi, rất nhỏ gọn nhưng mà nó rất là nhiều cổng, các bác cắm đa năng luôn, dùng hay lắm. Cắm trực tiếp vào điện 220 được các bác dùng thôi. Đấy, hai cổng Type-C và hai cổng USB để các bác có thể cắm những thiết bị phổ thông nhất bây giờ mà cũng rất là hay dùng cái nguồn như này đó. Rồi em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái ổ điện U4 nhá. Ổ điện này là ổ điện U4 này. Bên em đang bán một cái ổ điện U4 này với giá là 80.000. Đấy, cái này nó sẽ có là 4 cổng sạc thì bên em lên mã luôn sẽ là ổ điện U4 đi cho nó dễ. U4 nhá, 80.000, sẽ bao gồm là 4 cổng sạc nha. Và những cái cổng sạc này là nó có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, khi mà các bác cắm vào là nó có lên cả đèn báo luôn. Đấy, để các bác biết là nó có điện hay chưa. U4 nhá, mã sẽ là sạc ổ sạc U4, giá bên em đang bán là 80.000 cho một ổ sạc U4 này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm nữa là cái dây sạc cam, lên mã em sẽ là dây sạc cam. Dây này tại bên em đang bán là 80.000 một dây.
Dây này thì đợt này nó về cái lô này là dây sạc 3 đầu, nó vẫn như cái lô cũ, nhưng mà đợt này nó có tăng cường thêm là phần bên ngoài nó sẽ làm hỗ trợ thêm nữa là cái phần bọc silicone. Đấy, và những cái đầu này đều đầu toàn bộ là đầu bằng kim loại hết này. Nên là khi mà bác sử dụng thì nó không bị gập gãy, không bị va đập nhá. Đấy, và nó cũng nói chung nó bền. Đây, 3 đầu, 4 đầu hết các thứ nó đều bọc kim loại hết này. Chắc chắn cực kỳ luôn. Con này các bác sạc đa năng, sạc cho em Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Motorola rồi là Ajinomoto các kiểu luôn em nhá. Đấy, Honda, LG các thứ luôn. Đấy, cổng nguồn vào thì sẽ là cổng USB, thì các bác có thể là cắm vào cái ổ này là ok này. Đấy, cắm vào đây thì mình có thể là sạc cho điện thoại rồi những cái thiết bị sử dụng cái cổng nguồn này là ok. Đó. Và đây. Con này thì ba cái dây sạc này cũng có cả đèn báo luôn nhá, để về các bác biết là nó có điện vào hay chưa. Đấy, cổng chân iPhone này, cổng sân Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này. Đấy, đầy đủ ok luôn. Và đều toàn bộ là đều được bọc silicon nhá, nên là rất là bền, chống gập chống gãy rất tốt luôn. Nói chung là các bác mua con này về dùng thì quá là bền luôn rồi. Đấy, giá thì hạt rẻ nữa. Rồi lên mãi em sẽ là cái dây sạc cam. Dây sạc cam này thì hiện tại em đang bán là đi 40.000 một dây nhá. Đấy, sạc cam là 40k cho một cái dây sạc cam. Còn cái ổ điện U4 này bên em đang bán là 80.000 một. Đấy, tùy nhu cầu các bác mua như nào thì bên em nhặt cho bác như thế nhá. Đấy, lấy nguyên lẻ nhá, hoặc các bác lấy cả bộ cũng được. Đó, tùy nhu cầu. Các bác lưu ý cho em là khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là hóa đơn trên 200k nhá. Hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái bút thử điện đa năng. Con này thì các bác thử điện đa năng, thử điện thông mạch rồi là các thứ luôn. Đấy, và em báo bác luôn là hàng với em thì hàng nó vẫn còn nguyên trong vỉ này, không phải là hàng linh tinh, hàng vứt vạ vật. Và thứ hai là khi mà các bác mua bút điện bên em thì các bác sẽ được tặng kèm thêm pin nhá. Đấy, rất là chu đáo luôn, có tặng kèm thêm cho bác là 3 viên pin nữa, để về ví dụ như là sau này cái bút điện nó hết pin là các bác vẫn có pin để các bác thay thế luôn. Ở đây bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cọc 3 viên pin này. Đấy, và một cái cây bút điện như này. Thì nhiều bác hỏi là pin nó ở đâu, thì pin này có nhìn pin nó ở đây này. Đấy, pin đến cái đoạn này thì về các bác có thể xoáy cái phần nắp này ra để các bác thay pin nếu mà trong vòng nó hết pin. Còn hiện tại thì nó có pin sẵn rồi. Đấy, các bác thấy không? Cái này thì nó là dòng bút điện đời mới, nó không như dòng bút điện bình thường ấy, thì các bác nó rất là tối, nhưng con này là các bác nhìn này, đèn sáng trưng luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Đèn sáng rực luôn. Con này thì các bác có thể là thử pha nóng, pha nguội, thử thông mạch này, đo từ trường các thứ này, nói chung là đa năng lắm. Con này sử dụng đa năng và giá em báo luôn nhá. Rồi lên mãi em sẽ là sản phẩm là bút điện đa năng. Bên em đang bán giá sẽ là 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây bút điện đa năng như này. Bút điện này, đấy, bút điện đa năng 30.000 một cây. Đó, 30.000 nhá. Nhiều bác cứ bảo là giá nó hơi cao hơn thị trường, thì em bảo luôn hàng vẫn còn nguyên trong vỉ này. Đấy, mới keng luôn nhá, hàng có hãng nhức đàng hoàng, và thứ hai là tặng kèm thêm pin nên giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà yên tâm đi, hàng này bên em là bảo hành cho bác luôn, 30.000 thì em vẫn bảo hành luôn nhá, hàng lỗi một đổi một luôn đấy. Bút điện đa năng 30.000 một cây nhá, thử điện dùng ok đó. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. À, chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đó, thực tế về sản phẩm cây bút thử điện đa năng nhá, đầy đủ các tính năng rất là hay luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây bút điện đa năng nha. Tiếp dán giày thì bên em hàng tiếp tục lại về vụ bác nhá. Lên mãi em sẽ là keo dán giày. Dòng này thì chuyên để bác dán giày, dán dép rách các thứ rồi. Đấy, chuyên để bác dán nhá. Nó là dòng keo, dạng keo này. Đấy, dạng keo nhá. Đây dạng keo này này, nhìn này. Đấy, dạng keo. Nó như kiểu là dạng sệt sệt như kiểu keo 52 nhá. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó là đặc thù keo chuyên dụng, chuyên để các bác dán giày, dán dép nhá, rất ok luôn. Một cái hộp keo này thì sẽ là 60 mm. Đấy, 60 mm này, báo giá bác luôn. Lên mãi em sẽ là keo dán giày, bên em đang bán là 20k một típ này nhá, 20k cho một cái lọ keo dán giày này. Đấy, 20k một típ nhá, dùng rất là hay đấy, keo dán giày 20k.
Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật nhé. Đây mã hàng dây hộp nước giặt của Nhật này. Đây, hàng hộp nước giặt 100 viên. Đấy, một hộp này là 100 viên nhé. Đó là dạng viên nước giặt. Đấy, 100 viên nước giặt này. Báo giá bác luôn, giá tại bên em đang bán cả một cái hộp nước giặt của Nhật như này. Giá sẽ là đi 90k nha, 90k cho một cái hộp là 100 viên. Đấy, đây, nó là cái dạng viên nhỏ nhỏ như này nhé. Đây, nhà em cũng đang dùng cái hộp nước giặt mà, dùng hai lắm. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và nó giặt rất là sạch đấy nhá. Đấy, giặt rất là sạch luôn này. Đây, nó là dạng viên viên nhỏ nhỏ như này. Đấy, cái này anh em đang dùng mà, dùng thích lắm. Đó. Thì một cái viên này các bác giặt cho em khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo nhá. 3 đến 4 kg quần áo. Thì các bác cứ lựa theo cái lượng quần áo các bác để các bác bỏ vào các bác giặt. Con này thì các bác có thể là giặt tay và giặt máy đều được. Giặt tay thì các bác trước khi giặt là các bác vứt cái này vào nước, thì khi mà nước nó ngấm vào cái này nó sẽ vỡ, tự động nó sẽ vỡ ra. Còn nếu mà giặt máy thì các bác cứ thả trực tiếp vào trong lòng giặt cho em là xong, nó sẽ kết hợp với quần áo sẽ giặt. Nói chung là cái viên này khi mà con nước nó tác dụng vào nó sẽ vỡ ra, nó sẽ nở ra các nhá. Và các bác dùng để giặt, giặt tay, giặt máy đều được nhá. Giặt tay, giặt máy đều được. Rất là hay. Đấy, sản phẩm cực kỳ thông minh, dùng rất là tiện. Đấy. 90k cho một cái hộp nước giặt 100 viên này các nhá. 90k hộp thì đây. Nó sẽ chia theo từng túi một nhá. Đấy, thì một hộp này 100 viên nó sẽ có cho các bác tổng là 5 túi này. 1 túi, 2 túi, 3 túi, 4 túi và 5 túi nhá. Thì tức là một túi này của nó sẽ là 20 viên. Đấy, một túi nước giặt này là 20 viên này. 20 viên. Đấy thì các bác có thể mua lẻ theo túi để các bác mua về dùng thử. Còn nếu mà các bác dùng cái sản phẩm này rồi thì các bác có thể mua theo cả hộp. Mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Còn một túi thì hiện tại em đang bán một cái túi nước giặt này, một túi nước giặt này. Giá sẽ là đi 20k, một túi này là 20 viên. Đấy, một túi là 20k và giá một túi là 20 viên và giá sẽ là 20k. Đấy thì các bác có thể mua về dùng thử. Còn các bác nào dùng nhiều rồi, đấy các bác biết sản phẩm này rất là chất lượng và dùng rất ok rồi thì các bác cũng có thể mua cả hộp. Cả hộp là 100 viên thì giá sẽ là 90k các nhá, cho một hộp 100 viên. Lên mã em sẽ là hộp nước giặt 90k một hộp nhá, 100 viên. Còn nếu mà lấy theo túi nước giặt thì một túi này là 20k, một túi là 20 viên nhá, tùy nhu cầu. Đó thì đây, sản phẩm như em đang dùng mà dùng thích lắm, dùng ok đó. Giặt tay, giặt máy đều được các nhá. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịn sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các bác nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các bác nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính này. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này, cái còi để quát thổi này. Đó, còi quát thổi nhá.
phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa thì các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa coi sao các bác giật vào cái khe này giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các bác để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện đa chi năng luôn. Đó thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ống này ra, nối ống này ra các bác bẻ về và các bác siết cái ống này vào xem. Đấy, siết cái ống này vào là nó lại thành cái xẻng. Nó rất tuyệt vời, rất là đa di năng nhá. Một chiếc xẻng nhá, rất là dài, tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây, nó vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn, bóng loáng luôn nhá. Đấy, thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Nó cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la lăng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này. Nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật rồi là hay là chân tay nhá. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này, rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn, giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác một cái giá các bác cực kỳ dễ mua này, 350.000. Đấy, 350.000 bên em bao ship luôn.
350k một con xẻng sinh tồn xẻng đa năng nhai và bao ship đến tận nhà. Đây nha các ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối đó và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn, nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi. Thích, rất thích luôn. Luôn nghe cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp các bác xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loài luôn coi nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn coi nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn coi nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đấy, các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó, thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3. Thực ra nó là bom bóc 3. Đó thì các bác lên mã nhanh giúp em. Sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bóc 3. Đấy. Mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom bóc 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k. Và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bóc 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chét sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chét sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá, riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, không vấn đề gì luôn, test tùng thoải mái đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra, đấy ba ổ đầu ra có đèn báo này, đấy ngoài ra có cái phần móc như này, đấy em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện.
Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chưa? Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái quận 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, quận này của nó là quận 5m này. 5m. 5m cũng nhá. Đấy, quận này trên tay em đang cầm là quận 5m này. Đó, quận 5m. Rồi là có cái quận sau này. Thì là cái quận 10m này. Đấy, quận 10m các nhá. Đây, cái quận 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn các nhá. Đây, quận 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá. 2.5 Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các nhìn này. Đấy, đây là quận 10m các nhá. Quận 10m này. Đấy, quận 10m. Rồi sau này thì là có cái quận 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, quận này quận 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, quận 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30m nhá. Đấy, quận 30m này. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, quận này quận 30m này. Đấy, to dã man luôn nhá. Đây, to dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia em vừa quay nhá. Cũng đúc, ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc, phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy, đây, quận 30m đó nhá. Còn đây em sẽ đi vào báo giá này. Tổng quan đây, giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000. 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó, thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn quá nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy, thì cơ bản như em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất. Đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó, thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó, thì hàng này nó hơi nặng nề chút, em đã để sẵn ở đây rồi, không khui nữa, thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó, thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó, thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, đấy, cái dòng 3 chân rồi là 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân, 5 chân là phích cắm. Đây, đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây, phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm. Phích là phích cao su, không đập không vỡ nhá, và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây, một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 thôi nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25.000 một chiếc phích này các nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá.
ổ ba chân. Ổ ba chân thì đang bán là 50.000. Ổ ba chân thì ổ này nó có đèn báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho bác xem đấy. Đây này. Nó tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ ba chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ ba chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k một ổ ba chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con ba chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ năm chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. Năm chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con năm chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con năm chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ hai chân hoặc các bác cắm ổ ba chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, phích cắm 25.000 nhá. Đây, phích cắm 25.000. Đó. Ổ ba chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ ba chân 50.000. Và cái dòng ổ năm chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ năm chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ ba chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ ba chân là có đèn báo. Còn cái ổ năm chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ ba chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ năm chân này về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là 9.5 cm, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây
đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này, đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng, đấy, nó còn chế độ sáng rộng này, thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy, dùng để ăn cơm, rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn, đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn, đó rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn, nó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây, đó tổng quan đây. Đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá, nó cầm nắm rất là vừa tay. Đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng một cái đèn này thôi. Có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, nó rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy. Sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn nếu bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng của bác ưng luôn riêng về cái dòng đèn pin này. Có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bạn nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bạn nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này. Ui giời.
dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy, bật cái cam rộng nhá, đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Em lên luôn bác hàng đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này, lên mã em sẽ là cây bút lấy dấu bằng đồng nhá, em báo giá bác luôn. Giá tại bên em đang bán một cây bút lấy dấu này là 40k một cây nhá, 40.000, 40k một cây bút lấy dấu, hàng bằng đồng luôn, lấy nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đây sẽ lấy thử bác xem, lấy một cây này bắn phát nào là ăn phát đấy luôn, bắn cực kỳ mạnh và nó rất là nhẹ, thao tác rất là dễ dùng nha. Đây em sẽ lấy bác xem nhá, đây đây em lấy một cái gỗ này, có nhìn này, ấn nhẹ cái này đấy, ấn nhẹ cái là tự động nó sẽ ăn được ngay đó, lấy phát nào là ăn phát đấy luôn, các bác nhìn này, lỗ luôn nhá. Đấy, các bác có thể lấy trên mọi vật liệu cũng như là gỗ này rồi là sắt thép nhựa nhiếc các kiểu này. Đấy, lấy dấu để các bác khoan đục rồi là các bác đánh dấu để cho mình lấy dấu mình làm cái vị trí chính xác nhá. Đấy, nó không trượt phát nào luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ sỏm là cây lấy dấu nhá, hiện tại em đang bán một cây lấy dấu này là đi 40k nhá, 40.000 một cây lấy dấu bằng đồng, hàng dùng thích lắm, ok lắm. Đấy, nói chung là mình bác thợ thuyền gia đình nên có mỗi nhà một chiếc này dùng tiện này. Đó, dùng hay lắm. Tiếp tục về số lượng lớn cái dòng bóng 3W được sự hưởng ứng bảo ủng hộ của bác thì tiếp tục lại về. Đấy, giá tốt mà sản phẩm dùng ok quá luôn, các bác ủng hộ rất là nhiều. Bóng 3W nha, con này thì cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, thì bác có thể là sử dụng lắp ở đầu đường, đầu cổng này, đường đi đối lại này, hoặc là các bác sử dụng làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, rồi là mình có thể là thắp qua đêm mà không sợ tốn điện điện nha, vì cái công suất nó chỉ có 3W thôi, nó rất là nhỏ và cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác có thể sử dụng nha. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, dòng chip LED siêu sáng nha, tiết kiệm điện, đuôi sẽ là đuôi xoáy và giá thì hợp lý đó. Thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này giá chỉ có 10k thôi, 10k giá quá rẻ luôn nhá. Bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W giá bên em đang bán là 10k một quả bóng đèn 3W nha. Rồi tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng đó là cái dây sạc nhá. Đây em sẽ là sản phẩm là dây sạc 3 đầu này. Đấy, dây sạc 3 đầu hoặc là dây sạc cam đều được nhá. Đấy, dây sạc cam hoặc là dây sạc 3 đầu. Đợt này nó về cái lô này hàng xịn lắm, hàng là bên ngoài đều được bọc một lớp silicone chống gập chống gãy nhá. Các bác có thể là uốn éo các kiểu này, thả ra nó lại bình thường. Đấy, nó dòng bọc silicone nhá. Đấy, và nó sẽ gồm có là một nguồn vào. Đây, nguồn vào đây. Nguồn vào thì sẽ là cổ USB và nguồn ra này. Đấy, nguồn ra thì sẽ là ba chân nhá, ba chân luôn. Ba chân, một chân Type-C này, một chân micro USB và một chân Lightning. Đấy, thì các bác có thể sạc đa dạng các loại máy, ví dụ như là Samsung, iPhone, Oppo, rồi là Vivo, LG, Motorola, rồi là Nokia, các loại điện thoại luôn. Đấy. Nói chung là ba cái chân này hiện tại đang là ba cái chân phổ thông nhất trên thế giới và cũng đang rất là nhiều những người dùng cũng như là những cái hãng nổi tiếng người ta đang dùng cái chân này, thì hiện tại đang có mặt trên cái dây sạc luôn, là về các bác sạc đa năng được các loại máy nhá. Đó. Và dây nguồn vào thì cắm vào cái cổng USB này mình là xong. Đây em sẽ cắm cho bác xem này. Con này khi mà cắm lên nó còn có cả đèn báo cơ, nên là hay lắm. Đây em cắm cho bác xem nhá. Đây. Có thấy không? Nó lên cả đèn báo luôn này. Đây, lên đèn báo từng dây một luôn nhá. Từng dây một đều có đèn báo luôn nhá. Đấy, có cả đèn báo luôn. Đó, đèn báo sáng, cái này là em đang quay ở trong đây có nhìn này, đấy dây tối em đang om này. Đấy, thấy không? Nó lên đèn luôn nhá. Rất là hay luôn, có cả đèn luôn nhá. Đầy đủ luôn. Dây đều được, phần đầu này đều được gia cố bằng kim loại cái loại thép chống rỉ nhá, rất là cứng cáp, chắc chắn, không lo gập gãy nhá. Dây bọc silicone, không bị rối rồi không bị gập gãy gì cả, dùng cho em thoải mái đi. Dây này thì nói chung là dùng thì siêu bền rồi. Và dây nó dài lắm, dây khá là dài đấy, dây chắc khoảng tầm nói chung là khoảng tầm là đi đợi chút đèn đo này,
nó rơi vào khoảng tầm 1m2 quá. Dây này là 1m2 nhá, dây 1m2, dây khá là dài luôn. Lên mã em sẽ là phẩm là dây sạc 3 đầu nhá. Bên em đang bán một cái dây sạc 3 đầu này là đi dây sạc 3 đầu này, dây sạc cam nhá, dây sạc cam đi. Dây sạc cam giá em đang bán là 40k nhá, 40k. 40.000 một cái dây sạc cam này. Giá này gọi là giá siêu siêu tốt luôn đấy, thị trường đang bán một cái dây này khoảng tầm 5-6.000 một dây đấy, bên em bán được 40.000 thôi. Giá quá rẻ dễ mua này. 40k nhá, dây sạc cam 40.000 một dây. Đó. 3 đầu sạc đa năng.